Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ. Tập 53. Chương 521, thực lực tăng vọt. Một năm sau, trên một sườn núi đen như mực, Liều Minh nhìn chằm chằm vào ma hóa lam tỳ gãy một cách tay, máu chảy tràn trề đang đứng cách hắn không xa. Mà sắc mặt của hắn đã tái nhợt, dường như bị tổn thương nguyên khí trầm trọng, bụng còn bị thủng một lỗ to như nắm tay. Chỉ có điều xung quanh miệng vết thương lại lập lòe ánh sáng màu xanh, không hề có nửa giọt máu tươi chảy ra. Trước đó, Liễu Minh đã lợi dụng bản thân làm mồi nhử, dụ cho ma hóa lam tỳ tấn công mình. Tiếp theo hắn quyết định tung ra quân bài hiểm, dựa vào sức phòng ngự cường đại của xích sắc lân phiến và một loại bí thuật xúc cốt. Đợi khi bàn tay của lam tỳ đâm vào bụng mình thì lập tức dùng linh kiếm hoàn trả lại cho lam tỳ một đòn nặng nề. Với khoảng cách gần như vậy, cộng với việc lợi dụng thân thể mạnh mẽ kiềm chế không cho đối phương rút tay kịp thời, nên cho dù lam tỳ có thân pháp quỷ dị như thế nào cũng phải lãnh đủ, kết quả là hắn phải để lại cánh tay làm vật trả giá. Nhưng may mà Liễu Minh kịp thời rút lui, lại chuẩn bị linh phù để cầm máu trị thương, nếu không hắn cũng đã xong đời. Phương pháp tìm đường sống từ cõi chết, bối thủy nhất kích này là thủ đoạn hắn mới nghĩ ra, tuy đã thử nghiệm qua mười mấy lần nhưng đây được xem là lần thành công đầu tiên. Giải thích câu bối thủy nhất kích là cách dùng binh dựa lưng vào sông. Đây là điển tích từ cách hành quân thần kỳ của Hàn Tín. Hết giải thích. Mười mấy lần trước kia, hắn chết do bị đối phương tấn công vào chỗ hiểm trên cơ thể hoặc là trị thương không kịp thời. Hơn nữa qua mấy chục lần giao chiến, Liễu Minh đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm. Hắn biết rằng, nếu không đánh trúng đầu hoặc những vị trí chí mạng trên thân thể lam tỳ thì nó có thể thông qua việc hấp nạp ma khí để tu bổ. Nhưng nếu bị đứt một cánh tay thì thời gian để mọc lại là cực lâu và lượng ma khí để phục nguyên là hết sức kinh người. Lần này, ma hóa lam tỳ cũng không thả ra ma khí để tu bổ thân thể, mà chỉ hống lên mấy tiếng rồi lập tức vọt đến trước người Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy thì lập tức vung tay áo lên, một đoàn kim sa lập tức xuất hiện rồi lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thành mấy cái thuẫn màu vàng. Chắn ở phía trước, làm xong chuyện đó hắn còn cấp tốc lùi lại, thân hình hắn lóe lên đã biến mất không tăm tích. Tuy lam tỳ mất đi một cánh tay, thực lực giảm mạnh, nhưng mấy tầng kim sa thuẫn cũng chỉ chống đỡ được trong chốc lát đã bị đánh cho tan tành. Cùng lúc đó, thân hình Liễu Minh đã xuất hiện ở dưới chân núi, trong tay đã xuất hiện hai viên châu màu đen, hai tay hợp lại, hai viên châu liền hợp thành một. Sau khi lam tỳ phá xong kim sa thuẫn, thần thức của nó ào ào tràn ra, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn hơn, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Liễu Minh lần nữa. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay khi thân hình lam tỳ vừa xuất hiện thì Liễu Minh đã ném viên châu kia ra. Vèo, tiếng xe gió vang lên. Viên châu màu đen hóa thành một vệt sáng đen lao đi, sau khi quay trong không trung một vòng, bên ngoài thân nó hiện lên hư ảnh của bảy ngọn núi màu đen, lập tức lao bổ xuống. Thân hình ma hóa lam tỳ chỉ cần hơi di chuyển đã dễ dàng tránh khỏi nó. Một tiếng nổ ầm bốc lên, trên mặt đất đã xuất hiện cái hố sâu. Ma hóa lam tỳ cười lạnh, đang định phóng qua tiểu sơn để tiếp cận Liễu Minh. Ánh mắt Liễu Minh trở nên lạnh lẽo hơn, pháp quyết cũng biến đổi, bên trong tiểu sơn đột nhiên phóng một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm. Nó lóe lên một cái rồi biến mất ở trong mặt đất dưới chân lam tỳ, rồi nổ tung, mặt đất đã bị hỏa diễm thiêu đốt, đất đá bị lật lên, thân hình lam tỳ cũng chìm trong sóng lửa. Hóa ra là lúc trước Liễu Minh lặng lẽ đem xích sắc phi kiếm ẩn dưới mặt đất ở vùng phụ cận. Lúc này nhờ sự yểm hộ của trọng thủy châu nên Liễu Minh lập tức biến đổi pháp quyết thúc giục nó tự bạo, xuất kỳ bất ý đánh ra một chiêu cường đại. Lam tỳ vốn không hề có sự phòng bị, trong lúc gấp gáp chỉ có thể thôi thúc ma khí ở trên thân để chống đỡ. Ma khí và hỏa diễm cắn xé lẫn nhau, đan dệt thành một cỗ khí thế kinh khủng, bên trong đó còn có tiếng gào giống giận dữ. Tuy vậy, Liễu Minh vẫn chưa hề ngừng tay, miệng vẫn không ngừng niệm khẩu quyết, một tay chỉ thẳng lên trời, xung quanh chỗ tự bạo lập tức hình thành một quyển kim sa sa vụ. Lam tỳ lao từ trong biển lửa ra, dùng một quyền đánh tan kim sa, nhưng vèo một tiếng. Một bóng người màu vàng óng bỗng nhiên xông lên ôm chặt lam tỳ từ phía sau, đây chính là Hoàng Cân lực sĩ bí phù hóa thành kim giáp phù binh. Xì xì, vụ sa vốn đã bị đánh tan nay lại biến thành một sợi xích màu vàng, quấn chặt quanh người lam tỳ. Cho dù lam tỳ liều mạng dãy giụa, nhưng hiện tại nó chỉ có một cánh tay, nên dưới sự trói buộc của Hoàng Giáp phù binh và lạc kim sa trong lúc nhất thời nó cũng không làm gì được.
Cùng lúc đó, Liễu Minh đã lùi ra xa, phất tay thu lại trọng thủy châu, rồi lại biến đổi pháp quyết, hắc khí tuôn ra cuồn cuộn từ thân thể hắn hóa thành hắc sắc cự giao và cự hổ. Tiếp theo hắn quán nguyên lực lên hai tay rồi cấp tốc tống quyền, từng quyền vừa nhanh chuẩn nhiều nện trên người Lam Tỳ. Sau một hồi âm thanh vang lên thì ma hóa, Lam Tỳ như diều đứt dây bay ra ngoài. Đồng thời, Liễu Minh cũng hét lên, thân hình nhoáng lên lần nữa đã hiện ra trước người ma hóa Lam Tỳ. Động tác của hắn nhanh đến nỗi chỉ còn dư lại tàn ảnh, nắm đấm mang theo trọng thủy châu trực tiếp đâm vào thân thể đối phương. Sau đó hắn lập tức bắn người trở lại, trọng thủy châu găm chặt trong người ma hóa Lam Tỳ. Ma hóa Lam Tỳ gầm lên mấy tiếng thê lương, cố gắng ổn định lại thân thể. Chẳng qua, ngay thời điểm đó, trọng thủy châu nằm trong người nó đột nhiên nổ tung, hóa thành đoàn hắc quang ảo ảo tràn ra ngoài. Tuy thân thể ma hóa Lam Tỳ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối diện với việc tự bạo của trọng thủy châu cũng không thể ngăn cản. Trong nháy mắt ma hóa Lam Tỳ đã biến thành cơn mưa máu, ma khí ở phụ cận cũng biến mất vô tung ảnh, đúng là hôi phi yên diệt. Liễu Minh thấy cảnh này thì thở nhẹ ra một hơi, nở nụ cười thỏa mãn. Tuy hắn bị thương nặng, nhưng đây là lần đầu tiên trong trăm lần đối chiến với ma hóa Lam Tỳ, hắn có thể toàn mạng trở về. Tuy trong lúc chiến đấu hắn vẫn dựa nhiều vào vận khí, nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực thực chiến của hắn đã tăng cao. Hắn nhắm hai mắt lại, thần thức truyền đến một tiếng vù. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại 2 năm qua đi. Trong 2 năm, Liễu Minh nhờ Huyễn Ma Đồng đã đối chiến hơn 200 lần với ma hóa Lam Tỳ. Đến mấy mươi trận chiến cuối, hắn đã nâng cao thành tích của mình rất nhiều. Trong 10 lần đối chiến, hắn có thể thắng hiểm được 1 trận, 2 trận khác là đồng quy vu tận, 7 trận còn lại. Dựa vào các loại thủ đoạn của hắn có thể đấu ngang ngửa với ma hóa Lam Tỳ. Hôm nay, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân hồi tưởng lại trận đấu mới diễn ra với ma hóa Lam Tỳ. Bỗng nhiên không gian thần bí chợt chấn động, hai bên tai lại nghe thấy tiếng vù vù, rồi trời đất bỗng trở nên quay cuồng. Ngay sau đó, Liễu Minh đã xuất hiện trong động phủ của mình. Cốt Hạt cùng Phi Sọ cũng xuất hiện bên người. Lúc này, bọt khí thần bí ở trong linh hải của hắn cũng đã biến mất không thấy, ngay cả hồn thiên bi cũng đã đảo ngược trở lại, nó đã từ từ lún xuống đất. Tâm niệm Liễu Minh vừa động, đã cảm thấy pháp lực cực kỳ tinh thuần trào ra từ trong linh hải. Thấy vậy, hắn lập tức nhắm hai mắt, tay vận chuyển pháp quyết để điều tức. Ở hai bên, Cốt Hạt và Phi Sọ cũng yên lặng chờ đợi, đây không phải là lần đầu tiên chúng chứng kiến cảnh này. Khoảng chừng 1 canh giờ sau, khuôn mặt của Liễu Minh buông lỏng từ từ, hai mắt cũng đã hé mở. Chủ nhân, Cốt Hạt và Phi Sọ thấy Liễu Minh tỉnh lại nên kêu lên mừng rỡ. Không sao rồi, hai người các ngươi lần này cũng đã nhận được không ít chỗ tốt nhỉ. Tốt, trở về đi. Liễu Minh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, rồi vỗ cái túi ra bên hông, thả ra một mảnh hào quang màu đen thu cả hai vào. Sau khi dùng thần thức dặn dò hai người tiếp tục tu luyện, thì hắn lập tức dùng thần thức cường đại quét qua thân thể, cảm thụ pháp lực còn lại trong thân thể. Tuy pháp lực tinh thuần hơn trước rất nhiều, nhưng hiện giờ tu vi của hắn chỉ khoảng ngưng dịch trung kỳ đỉnh phong, tiệm cận với ngưng dịch hậu kỳ. Điều này khiến hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Xem ra trong đoạn thời gian tới đây, hắn phải mau chóng nghĩ ra cách để khôi phục pháp lực mới được. Cũng may hiện tại trình độ luyện chế lãnh ngưng đan của hắn đã đạt đến mức độ cao thâm, chỉ cần có được đại lượng đan dược, việc khôi phục tu vi là chuyện nhỏ. Liễu Minh nghĩ tới đây, tâm tình cũng được thả lỏng. Hắn phất tay một cái, hai tấm chữ vật phù đã hiện ra. Thần thức quét qua, bên trong một tấm đã trở nên rỗng tuếch. Đây là chữ vật phù hắn đã dùng trong không gian thần bí nên sau khi ra ngoài tự nhiên biến mất hoàn toàn. Tấm chữ vật phù còn lại có chứa mấy phần tài liệu dùng để luyện chế lãnh ngưng đan và kim nguyên đan. Lúc trước hắn chưa dùng nên vẫn còn nguyên. Liễu Minh suy nghĩ rồi đứng dậy đi về phòng luyện đan trong mật thất. Trong thạch thất, Liễu Minh bình tĩnh đổ một bình nhỏ chứa chất lỏng màu bạc vào trong lò luyện đan, sau đó lại cẩn thận bỏ dược liệu vào rồi vung tay đậy lò đan lại. Hiện giờ, mỗi động tác của hắn đều lộ ra vẻ ung dung bình tĩnh mà thuần thục. Ở trong không gian thần bí này, hắn đã thực hiện không biết bao nhiêu lần, tự nhiên đã thành thạo đến cực điểm. Làm xong hết thảy mọi việc, hắn mới duỗi ngón tay chỉ về phía hư không ở dưới lô đỉnh, ở đó lập tức lóe lên ánh bạc, hỏa diễm màu đỏ bốc cháy hừng hực. Theo thời gian trôi qua, mùi thuốc bắt đầu bốc lên. Cánh mũi Liễu Minh hơi nhếch lên, sắc mặt đã lập tức trở nên cực kỳ phấn chấn, ánh mắt hiện ra nét mừng rỡ. Cứ như vậy chừng 1 ngày, dược hương từ nhàn nhạt chuyển sang nồng nặc.
Khi dược hương đạt tới đỉnh điểm, hai mắt Liễu Minh lóe lên tinh manh, pháp quyết trên tay cũng biến đổi, hỏa diễm ở dưới lô đỉnh đã biến mất. Mở! Hắn quát nhẹ một tiếng, đồng thời một đạo pháp quyết bắn ra, chuẩn xác đánh vào đan lô. Ngân đỉnh rung lên, nắp đỉnh bỗng trôi bồng bềnh, theo sau đó là một đám khói trắng lẫn mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. Chỉ thấy trong lò luyện đan có hai viên lãnh ngưng đan to bằng ngón cái, ánh bạc sán lạn lẳng lặng nằm ở đó. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 522, bán gian dược. Liễu Minh chỉ phất nhẹ một cái, đã dễ dàng thu lấy đan dược vào tay. Tuy nhìn qua hai khỏa đan dược này không hề xuất hiện đan văn, nhưng với kinh nghiệm luyện chế lãnh ngưng đan của hắn, độ tinh thuần của thứ thuốc này có lẽ đạt khoảng 5 đến 6 thành. Sau khi tỏ ra tiếc nuối một chút, Liễu Minh mới tiện tay ném văng viên thuốc trên tay sang một bên. Tiếp đó hắn khẽ rung tay áo, xử lý sạch sẽ chất cặn bã trong lò thuốc rồi mới tiếp tục quá trình luyện chế. Nếu như có luyện đan sư nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Đây chính là lãnh ngưng đan. Chưa cần nói đến phẩm chất đan dược, chỉ cần luyện chế thành công một viên đã làm cho bọn họ vô cùng vui sướng rồi. Hơn 20 ngày sau, Liễu Minh dùng hết tài liệu trong tay, cuối cùng đã luyện chế được hơn 10 khối lãnh ngưng đan và 3 khối kim nguyên đan. Hắn có chút vui mừng nhìn đống đan dược óng ánh, linh quang chớp động trước mặt mình. Trong đó có một viên lãnh ngưng đan hiện ra một đường đan văn màu bạc ở phía trên, rõ ràng là một viên đan dược phàm phẩm. Có thế luyện chế ra đan dược phàm phẩm nói lên rằng chỉ riêng trình độ luyện chế lãnh ngưng đan và kim nguyên đan của hắn ở Trung Thiên Đại Lục đã có thể xưng là luyện đan đại sư. Ngay cả một ít luyện đan đại sư ở Thái Thanh Môn chỉ e rằng cũng không thể nào luyện chế ra hai loại đan dược này một cách đơn giản được. Nghĩ đến đây, Liễu Minh không khỏi có chút cảm thán cũng như đắc ý. Tay hắn vuốt vuốt viên đan dược phàm phẩm, trong lòng lại suy nghĩ xem nên sử dụng những đan dược này như thế nào. Nếu như luyện hóa toàn bộ hơn 10 khối lãnh ngưng đan này, pháp lực của hắn lập tức có thể tăng trưởng một mảng lớn, rất có khả năng một lần nữa khôi phục lại cảnh giới ngưng dịch hậu kỳ. Nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn bỏ ý định phục dùng những đan dược này trước mà sẽ đổi chúng thành linh thạch, sau đó mua một số lượng lớn tài liệu để tiếp tục luyện chế. Trải qua nhiều lần như thế, hắn sẽ kiếm lời rất nhiều từ chênh lệch giá mua bán. Từ nay về sau rút cuộc không cần lo thiếu thốn linh thạch nữa rồi. Lãnh ngưng đan cùng với kim nguyên đan đều là linh vật tu sĩ ngưng dịch kỳ khó tìm, chỉ cần bán ra chắc chắn sẽ không thiếu người mua. Đương nhiên đây là bởi hắn có bong bóng khí thần bí có thể tinh lọc pháp lực, không cần để tâm đến độ tinh thuần của đan dược hay sự ảnh hưởng của tạp chất do phục dụng quá nhiều đối với việc tu luyện và đột phá bình cảnh. Nếu đổi lại là một người tu luyện khác, dù cho có tài lực như hắn căn bản cũng không dám phục dụng đan dược một cách tùy ý. Sau khi trong lòng đã có quyết định, Liễu Minh liền buông đan dược cầm trong tay rồi lấy ra một cái chữ vật phù nhoáng một cái thu hết những đan dược này vào. Thời gian sau đó, hắn cũng không có rời khỏi động phủ ngay mà bắt đầu tìm hiểu cẩn thận pháp quyết tầng thứ 3 của Long Hổ Minh Ngục Công. Dù là đan dược gì đi nữa chẳng qua cũng chỉ là ngoại lực, quan trọng nhất vẫn là tự bản thân tu luyện công pháp. Một tháng sau, trong thần thức hải của Liễu Minh, điển tịch màu đen thoáng lóe lên liền hóa thành một đoàn sương mù màu đen từ từ tiêu tán. Tinh thần của hắn thoát khỏi thần thức hải, thế nhưng hắn lại cho mày lộ ra thần sắc phiền muộn. Vậy mà Liễu Minh hao tốn trọn vẹn hơn một tháng thời gian mới có thể tìm hiểu triệt để pháp quyết tầng thứ 3. Dựa theo ghi chép trong công pháp điển tịch, tầng thứ 3 pháp quyết Long Hổ Minh Ngục Công tu luyện lại còn khó hơn cả hai tầng trước. Công pháp tầng thứ nhất vẻn vẹn chỉ cần một ít âm khí bình thường là tu thành, mà công pháp tầng thứ hai cũng chỉ cần thông qua một ít ngoại lực để rèn thể. Nhưng mà công pháp tầng thứ ba không chỉ tu luyện chậm chạp, hơn nữa lúc tu luyện đến thời điểm trung kỳ nhất định phải nhờ đến một loại gió mạnh trong thiên địa tẩy tủy thân thể mới có thể chính thức tu luyện đến cảnh giới đại thành. Mặc dù loại gió mạnh này rất có lợi đối với người luyện thể cũng như tu luyện pháp thuật phong thuộc tính, nhưng nơi sinh ra nó là thiên phong động, căn bản không thể tự nhiên hình thành trong thiên địa. Cho dù là thế lực to lớn như Thái Thanh Môn cũng chỉ có thể chọn một chỗ địa thế đặc thù trong Vạn Linh Sơn rồi dùng thần thông quảng đại kiến tạo ra. Nhưng mà muốn đi vào trong đó tu luyện, điểm cống hiến môn phái tiêu phí thậm chí nhiều hơn xa so với ngũ hành linh huyệt. Hơn nữa cho dù có đủ điểm cống hiến, cũng chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách sử dụng. Loại gió này mặc dù có tác dụng rất lớn đối với luyện thể tẩy tủy,
nhưng mà trong gió cũng có một loại lực lượng ăn mòn có nguy hại rất lớn cho cơ thể. Sau thời gian dài ăn mòn sẽ để lại tai họa ngầm không nhỏ. Cho nên căn cứ theo điển tịch Long Hổ Minh Ngục Công, người tu luyện mỗi lần trước khi tiến vào Thiên Phong Động nhất định phải nhờ trưởng lão trong tông gia trì một loại huyền linh bí thuật mới có thể giảm bớt hậu hoạn của loại gió này. Liễu Minh nhìn đến đây mới bất chợt ngộ ra. Như vậy dù cho người bên ngoài tông có đạt được pháp quyết tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, nếu không phải là đệ tử Thái Thanh Môn chỉ sợ căn bản cũng không có cách nào tu luyện công pháp này tới cảnh giới cao tầng, không riêng gì công pháp này mà. E rằng bất cứ pháp quyết cao giai nào trong Thái Thanh Môn lúc tu luyện đều có tồn tại hạn chế như vậy. Mà nếu muốn tu thành tầng thứ 3 Long Hổ Minh Ngục Công thì trước tiên hắn phải trở thành nội môn đệ tử. Như vậy việc cấp bách nhất lúc này chính là tăng thực lực bản thân lên trước. Sau đó tiến vòng chung kết thi đấu trong tông hoặc là trực tiếp xông lên Thông Thiên Tháp. Với tình huống trước mắt, Liễu Minh có thể phục dụng Lãnh Ngưng Đan để đẩy nhanh tiến độ tu luyện. Ngoài ra cũng cần cân nhắc tu luyện thêm vài loại bí thuật thần thông và tế luyện Cửu Nghi Thuẫn trở thành pháp bảo. Chỉ cần hoàn thành cấm chế trọng thứ 36 của Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn, đạt đến pháp bảo hình thức ban đầu, tự nhiên thực lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Trước đây căn cứ vào Hỏa Luyện Chân Kinh, hắn đã liên tiếp chuẩn bị không ít tài liệu cần thiết để luyện chế một trọng cấm chế cuối cùng. Những tài liệu còn lại chỉ cần trả giá cao hơn một chút linh thạch là có thể từ phường thị trong tông thu thập được. Như vậy cả hai việc này đều cần một lượng lớn linh thạch mới có thể hoàn thành. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một phen, Liễu Minh đứng dậy đi ra khỏi cửa động. Hai canh giờ sau, một đám mây đen lóe lên rồi rơi xuống trước cửa ra vào phường thị trong tông, sau đó hiện ra một người mặc áo bào xanh, khuôn mặt bình thường. Đúng là Liễu Minh, nhưng mà hắn đã thông qua dịch cốt quyết thay đổi một chút dáng người dung mạo. Quần áo trên người cũng đổi thành một chiếc đạo bào màu xanh. Liễu Minh nhìn qua dòng người đông đúc, trong lòng khẽ gợn. Tuy rằng hắn đã nhiều lần tới đây nhưng trước kia chỉ đến để mua đồ. Đây là lần đầu tiên hắn đến phường thị bán đồ vật nên tâm tình cũng có chút ít khác lạ. Liễu Minh quen thuộc tiến vào trong phường thị, khu phố đông mà hắn sắp đến kể ra cũng tương đối lạ lẫm. Phố Tây và phố Nam hắn có đi qua mấy lần. Có lẽ không ít người có thể nhận ra hắn. Vì vậy hắn dứt khoát chọn một vài cửa hàng xa lạ, vừa nhanh lại vừa tránh đi những phiền toái không cần thiết. Sau khi dạo qua một vòng, hắn đi vào một cửa hàng bán tài liệu bình thường. Phía sau quầy có một cô gái dáng người hơi mập, trên mặt có chút tàn nhang, dung mạo khá phổ thông. Vị đạo hữu này, xin hỏi muốn mua thứ gì? Cửa hàng vốn có hơi vắng vẻ nên thấy Liễu Minh đến, cô gái mặc áo đỏ lập tức mỉm cười đứng dậy. Liễu Minh đảo mắt một vòng sau đó đi tới trước mặt nàng ta. Vị trưởng quầy này, nơi đây có thu mua đan dược không? Hắn mỉm cười khẽ nói. Đan dược, bổn điếm bình thường cũng hay thu mua một ít. Không biết vị đạo hữu đây muốn bán loại đan dược nào? Đôi mắt cô gái sáng lên liền gật đầu nói. Liễu Minh mỉm cười, từ bên hông lấy ra một cái chữ vật phù. Hào quang chớp lóe lại hiện ra một cái hộp ngọc hình vuông. Hắn đưa tới phía trước. Cô gái mặc áo đỏ nhận lấy hộp ngọc, mở ra. Chỉ thấy bên trong hộp là ba viên đan dược trắng muốt như ngọc. Có thể ngửi thấy ngay một mùi thuốc thanh u từ từ bốc lên. Cô gái thấy vậy tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Chỉ cần ngửi qua mùi thuốc nồng đậm cũng có thể biết được độ tinh khiết của đan dược hẳn là không thấp. Sau khi xem xét khá kỹ càng, hai mắt nàng ta càng sáng rỡ hơn, sực nhớ ra điều gì đó. Lãnh Ngưng Đan. Cô gái mặc áo đỏ nhìn Liễu Minh với vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí trong giọng nói còn xen lẫn chút kích động. Trưởng quầy ánh mắt thật tốt, đúng là loại đan dược này. Không biết nơi này có thu mua chăng? Liễu Minh bình thản nói. Tuy rằng Lãnh Ngưng Đan là loại đan dược hiếm thấy, nhưng tài liệu chủ yếu của nó là thanh ngưng quả. Loại quả này làm cho đan dược có mùi thanh u pha lẫn chút khí tức cay độc. Người quen thuộc các loại đan dược có thể nhận ra ngay. Lãnh Ngưng Đan có tác dụng rất lớn cho việc tăng tiến pháp lực của tu sĩ ngưng dịch kỳ. Hơn nữa bởi vì rất khó luyện chế nên vô cùng khan hiếm, bổn điếm đương nhiên muốn mua rồi. Cô gái mặc áo đỏ ngắm nhìn hộp ngọc, ánh mắt nóng rực lên. Liễu Minh nhìn biểu hiện của nàng ta, cảm thấy có chút khó hiểu. Một thương nhân bình thường dù vừa ý vật gì vẫn cố gắng kiếm cớ hạ thấp giá trị xuống. Như vậy có thể thu mua với giá rẻ hơn. Thế nhưng cô gái này không biết có dụng ý gì mà vừa mở miệng đã nói ra toàn bộ ưu điểm của Lãnh Ngưng Đan.
Hắn không biết rằng tu vi của nàng ta đang ở bình cảnh của cảnh giới ngưng dịch trung kỳ, cho nên rất cần đan dược tăng tiến pháp lực. Vừa nhìn thấy lãnh ngưng đan nên không kiềm được vui sướng mà trực tiếp nói ra. Đây cũng vì cô gái này tuổi tác không lớn lắm nên lòng dạ cũng chưa thâm sâu. Ngược lại nếu là người sành sỏi chắc chắn sẽ không thất thố như vậy. Đã như vậy trưởng quỹ hãy ra giá đi, nếu như giá cả phù hợp ta lập tức bán cho người. Liễu Minh tỏ vẻ bình thản, miệng như tùy ý nói ra. Cô gái áo đỏ nghe vậy liền lộ ra thần sắc do dự. Nàng ta phân vân một lát rồi báo giá ra, 1.500.000 linh thạch. Nàng ta liếc nhìn Liễu Minh, lập tức bổ sung lại, giá tiền này đã rất cao rồi. Ngươi nên biết rằng bình thường chỉ cần mấy nghìn linh thạch là có thể mua được một viên đan dược ngưng dịch kỳ. Liễu Minh nghe nói vậy liền tỏ vẻ trầm ngâm. Như vậy đi, nể mặt đạo hữu lần đầu tới bổn điếm, ta tính cho ngươi 1.600.000 linh thạch một viên vậy. Cô gái áo đỏ thấy vậy đành cắn răng bỏ ra thêm 1.000 linh thạch nữa. Nghe được giá này, Liễu Minh mới gật đầu tươi cười. Cái giá này còn cao hơn mong muốn ban đầu của hắn. Cô gái áo đỏ thấy Liễu Minh đồng ý thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lấy ra một cái túi đưa tới, còn hộp ngọc dĩ nhiên bị nàng ta hứng khởi thu lại. Thần thức của Liễu Minh qua xác nhận số lượng linh thạch không sai lệch. Lúc này hắn mới gật đầu, không chút khách khí thu lại cái túi. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 523, Thương Man Sơn. Vị đạo hữu này, xin hỏi trong tay có còn lãnh ngưng đan, nếu có, không bằng đều bán cho bổn điếm, tin tưởng ở phường thị này, sẽ không có người nào có thể ra giá cao hơn bổn điếm. Hồng y nữ tử ánh mắt sáng rực nhìn Liễu Minh, bộ dáng vô cùng chờ mong. Trưởng quầy nói đùa, ba viên lãnh ngưng đan này, tại hạ cũng là phí hết đại công phu mới đem được tới tay. Nếu như không phải là bởi vì gần nhất muốn dùng linh thạch, tại hạ nói cái gì cũng sẽ không bán đâu đấy. Liễu Minh cơ mặt khẽ động, lộ ra đau lòng sắc mặt. Thì ra là thế, vậy là tiểu nữ tử hy vọng xa vời rồi. Nữ tử xinh đẹp, hơi có vẻ vẻ thất vọng. Tại hạ tên là Yến Hồng, đạo hữu sau này nếu có đan dược muốn bán ra, có thể tới bổn điếm. Nhất định sẽ không để cho đạo hữu thất vọng mà về. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Liễu Minh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Không bao lâu, thân ảnh lại xuất hiện ở một gian cửa hàng khác. Hai canh giờ sau, đan dược trên người hắn một viên không còn, thay vào đó là hơn 20 vạn linh thạch. Lãnh ngưng đan cùng kim nguyên đan rất được hoan nghênh, còn hơn xa những dự đoán của hắn trước đó. Trong đó viên phàm phẩm đan dược bán được với giá kinh người là 5 vạn linh thạch. Vì tránh phiền toái không cần thiết, hắn đem những đan dược này chia ra từng cửa hàng bán ra một ít. Mỗi chỗ chỉ bán đi 3-4 viên, tận lực không muốn để người khác chú ý. Bất quá, tình hình thực tế vẫn có chút không như mong muốn. Lão bản chủ cửa hàng nhận mua viên phàm phẩm đan dược, tuy lòng rất vui khi có được nó, nhưng lại không ngừng truy vấn là nó được luyện đan đại sư nào luyện ra. Điều đó làm cho hắn đến lúc này nhớ lại vẫn có chút ngưng trọng. Hắn bây giờ đã quyết định bán nhiều đan dược như vậy, thì tính qua sau này khó mà lại bán tiếp được nữa ở phường thị của Thái Thanh Môn. Cộng thêm chuyện tình hôm nay, càng làm cho hắn quyết đoán hơn, sẽ rời đi phường thị xa hơn, để bán đan dược. Nếu không thì khi chuyện bại lộ thì hậu quả to lớn khó mà tưởng tượng. Liễu Minh lại lặng yên thay đổi khuôn mặt về sau, dùng toàn bộ linh thạch trong tay để thu mua phụ liệu luyện chế lãnh ngưng đan. Cần thiết là thanh ngưng quả cùng mặt khác tài liệu phụ trợ, mà kim nguyên hoàn tài liệu chính là tinh hạch kim nguyên thú tạm thời không có mua được. Hắn làm xong hết thảy, lại mua thêm một bản đồ chi tiết khu vực Vạn Linh Sơn, thì rất nhanh quay trở về trong động phủ. Kế tiếp mười mấy ngày sau đó, lưu hành một chuyện không phải lớn nhưng nhất định không nhỏ. Là trong phường thị không ngờ có nhiều người bán ra hơn 30 khỏa lãnh ngưng đan, trong đó còn có 2 khỏa là phàm phẩm. Nhưng những đan dược này xem rất khả năng là do cùng một người bán ra. Những chuyện này căn bản là Liễu Minh không hề hay biết. Mà có biết thì hắn cũng không quan tâm nhiều lắm. Trong động phủ, Liễu Minh lập tức đem tấm bản đồ Vạn Linh Sơn ra, cẩn thận nghiên cứu. Vì tiết kiệm thời gian, nhưng hắn không muốn đi phường thị quá xa, nhưng mà quá gần Thái Thanh Môn lại có khả năng làm người chú ý. Cái này tự nhiên là một chuyện có chút khó khăn. Hắn trải qua một phen cẩn thận cân nhắc sau, nghĩ ra một cái biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Gần nửa canh giờ về sau,
một đóa hắc vân lặng yên đã đi đến trước huyền điện, bóng người lóe lên về sau, Liễu Minh liền xuất hiện ở bên ngoài cửa điện. Hắn một tay khẽ vuốt ống tay áo, liền vẻ mặt thong dong đi vào. Huyền điện ngoại điện, vẫn như trước toàn đầu người lố nhố. Liễu Minh xen lẫn trong hàng đệ tử, ngẩng đầu lên bắt đầu xem nhiệm vụ trên huyền bảng. Cái nhiệm vụ ngoại bảng là như cũ dùng một ít linh thạch làm chủ nhiệm vụ bình thường. Nguyên bản tự nhiên không cách nào nhập trong mắt, bất quá lần này đến đây hắn cũng không phải là vì linh thạch hay điểm cống hiến. Nửa chén trà nhỏ công phu về sau, hắn hai mắt tỏa sáng, không chút do dự giơ lên nhiệm vụ minh bài bạch quang lóe lên. Nhất đạo tinh quang từ huyền bảng bên trên lóe lên mà ra, rơi vào minh bài bên trong. Cái nhiệm vụ lần này là tông môn Thái Thanh Môn phải đi trợ giúp một cái gia tộc phụ thuộc. Giải quyết hết hai đầu lợi hại quỷ vật ở phụ cận, căn cứ nhiệm vụ, hai cái đầu quỷ vật này có lẽ đều có tu vi ngưng dịch trung kỳ. Liễu Minh nhìn minh bài trong tay, hướng đại điện một vị chấp sự bên bệ đá bên cạnh hỏi ý kiến mấy câu về sau, liền bất động thanh sắc xoay người đi ra đại điện. Phụ cận một gã thanh niên đồng dạng đang mặc ngoại môn đệ tử, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn vài lần Liễu Minh đi xa bóng lưng. Hắn vừa mới nhìn rõ ràng nhiệm vụ mà Liễu Minh tiếp, là phải đi một nơi cách rất xa tông môn Thương Man Sơn để diệt quỷ. Nhiệm vụ này bên trên huyền bảng xuất hiện mấy ngày nay rồi, không chỉ có khoảng cách xa xôi, thù lao cũng chỉ có 2 vạn linh thạch. Cho nên một mực không người hỏi thăm, không thể tưởng được ngoại viện đồng môn lại tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Thanh niên lắc đầu về sau, rất nhanh đem việc này ném ra sau, xoay chuyển ánh mắt về sau, lại đem tâm tư đặt ở phía trên huyền bảng. Mấy ngày về sau, một thân áo bào xanh Liễu Minh, khu vân xuất hiện ở cửa ra vào đại điện một tòa truyền tống của tông môn. Đại điện xây dựng trong lòng một ngọn núi, có chút rộng lớn, chừng mười mấy mẫu lớn nhỏ. Trong điện đường màu xanh, đặc biệt mấy chục cái truyền tống pháp trận lóe ra óng ánh hào quang, có lớn có nhỏ. Từng cái truyền tống trận bên cạnh đều dựng đứng lấy một cái minh bài, trên đó viết các địa danh ở khu vực phụ cận Thái Thanh Môn. Bên cạnh từng cái truyền tống pháp trận, có một chấp sự đệ tử phục sức xanh trắng của Thái Thanh Môn, thỉnh thoảng có vài người từ trong truyền tống trận ra vào vào. Điều này làm cho trong đại điện thanh âm ông không ngừng, thải quang tràn đầy, liên tiếp, thoạt nhìn có chút lóa mắt. Liễu Minh là lần đầu tiên tới nơi này, chứng kiến tình cảnh như thế, không khỏi hơi có chút thất thố. Thái Thanh Môn với tư cách một trong tứ đại Thái Tông, trong nhân tộc các loại tiêu hao khổng lồ cho phương tiện này đều đầy đủ, không phải một man quỷ tông tiểu phái có thể so sánh. Hắn ở trong đại điện đi dạo một vòng, rất nhanh liền đã tìm được một cỡ nhỏ truyền tống pháp trận. Vị sư huynh này, có việc phải dùng truyền tống pháp trận sao? Chấp sự đệ tử bên cạnh pháp trận chứng kiến trên người Liễu Minh phục sức ngoại môn đệ tử, trên mặt nở một nụ cười, hỏi. Liễu Minh nhẹ gật đầu, lấy ra thân phận minh bài của mình, hơi lay động, một mặt bạch quang nho nhỏ nổi lên địa điểm trong nhiệm vụ của tông môn. Nơi đây truyền tống pháp trận, các đệ tử Thái Thanh Môn chỉ cần tiêu phí nhất định điểm cống hiến, cũng có thể sử dụng, bất quá nếu là tông môn nhiệm vụ lúc cần truyền tống, là có thể sử dụng miễn phí. Chấp sự đệ tử nhìn minh bài bên trên ghi rõ địa điểm của nhiệm vụ, nhẹ gật đầu, lấy ra một mặt ngọc bài, một đạo màu trắng pháp quyết rơi vào phía trên pháp trận. Liễu Minh tiến vào bên trong pháp trận, chấp sự đệ tử thấy vậy lại đánh ra một đạo pháp quyết. Truyền tống pháp trận lập tức tản mát ra một mảnh bạch quang chói mắt, cũng phát ra ông trầm thấp thanh âm. Thân ảnh Liễu Minh một hồi lay động về sau, liền lóe lên biến mất trong pháp trận. Sau một khắc, bạch quang hiện ra, Liễu Minh lúc này lần nữa thấy rõ, cảnh vật trước mắt, thình lình thân đã ở trong một đại điện âm u, nơi này cùng đại điện truyền tống Thái Thanh Môn giống nhau, cũng là dùng cự thạch màu xanh xây nên, nhưng diện tích rõ ràng nhỏ hơn mười mấy lần. Bất quá mặc dù như thế, Liễu Minh rõ ràng cảm nhận được ở bên trong bốn vách tường đại điện linh văn, mơ hồ tản mát linh lực chấn động. Trong đại điện, ngồi ngay ngắn một gã nam tử trung niên đang mặc phục sức Thái Thanh Môn, trừ hắn ra liền không có một bóng người rồi. Trung niên nam tử cũng tản ra khí tức ngưng dịch kỳ, tuy rằng trông thấy Liễu Minh truyền tống tới đây, nhưng chẳng qua là nhẹ gật đầu một cái, thần sắc thập phần lãnh đạm. Vị sư huynh này, tại hạ đệ tử Phiêu Hồng Viện, xin hỏi nơi đây khoảng cách Thương Man Sơn có xa lắm không, cách nào qua nơi đó nhanh nhất? Liễu Minh đi ra khỏi truyền tống pháp trận, nhìn nam tử trung niên ôm quyền thi lễ một cái, hỏi, hướng Tây, 3 vạn dặm. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn lạnh lùng trả lời. Liễu Minh cũng không thèm để ý, lại hỏi 2 vấn đề,
Khi có được đáp án về sau, đối với trung niên nhân nói cảm ơn một tiếng, liền quay người đi ra đại điện. Vừa đi ra khỏi đại điện, Liễu Minh nao nao. Chỗ này thanh thạch cung điện không ngờ là được tu kiến ở một trên đỉnh núi nguy nga, xung quanh là một mảnh tràn ngập lục ý. Nơi đây có thể nói khắp núi xanh tươi, sinh cơ tràn đầy, đương nhiên, đổi lại thuyết pháp, mịt mù không có người ở, và tự nhiên nó cũng chỉ là một nơi sơn lĩnh hoang dã. Ở loại địa phương này ngây ngốc hồi lâu, mặc cho ai cũng sẽ trở nên lãnh đạm cực kỳ. Liễu Minh bỗng nhiên có chút đồng tình với vị chấp sự đệ tử bị sai phái đến tận đây. Hắn lắc đầu mấy cái, sau khi xác định phương hướng thì bay lên không nhằm hướng tây mà đi. Mấy ngày về sau, Liễu Minh rút cuộc đi tới một mảnh sơn mạch loại nhỏ. Trước khi tới đây, hắn có thói quen xem xét không ít điển tịch có quan hệ nơi đây. Thương Man Sơn trong tên có chứa một chữ Man, cái tên thật là có chút xứng đáng. Nơi này cảnh sắc không khác bên ngoài bao nhiêu, lọt vào trong tầm mắt có thể nói đều là một mảnh man hoang cảnh tượng. Không chỉ có linh khí vô cùng mỏng manh, cũng không có tài nguyên khoáng sản đặc thù cùng linh dược. Mà hắn một đường đi tới, liền thành trì phàm nhân cũng không có chứng kiến qua, thật sự là hoang vu cực kỳ. Liễu Minh mặc dù có chút buồn bực, thắc mắc vì sao nơi này còn có tu luyện gia tộc, nhưng vẫn chuẩn bị trước tiên hoàn thành nhiệm vụ rồi mới tính. Không bao lâu, hắn đã đến một chỗ cao ngất của ngọn núi. Trên ngọn núi, thủy chung lơ lửng một tầng sương mù, màu vàng mênh mông, hiển nhiên là một đại trận hộ sơn ảo trận, che lại phong cảnh đằng sau rồi. Bất quá dùng thị lực Liễu Minh, mơ hồ có thể nhìn được kiến trúc bên trong lờ mờ, chính là nơi này rồi. Liễu Minh thì thào nói nhỏ một tiếng, một tay giơ lên, một viên hỏa cầu phóng lên trời, lên tới không trung bạo liệt ra. Kết quả không đến một lát công phu, bên trong ngọn núi một điểm đen lóe lên, rõ ràng là một con hắc ưng cực lớn đang bay nhanh đến. Mà trên lưng chim ưng có hai nam tử trẻ tuổi một thân hoàng y, đều có tu vi linh đồ kỳ. Vừa nhìn thấy Liễu Minh, hai người liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên một tia đề phòng, đồng thời liền ôm quyền mà hỏi, không biết tôn tính đại danh của tiền bối, đến Hứa gia bảo ta có việc gì. Tại hạ đệ tử Thái Thanh Môn, phụng mệnh tông môn, đặc biệt phái tới. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra, Thái Thanh Môn, tiền bối, người có bằng chứng gì là đệ tử Thái Thanh Môn? Hai cái nam tử trẻ tuổi được nghe lời ấy, đại lắp bắp kinh hãi, tuổi khá lớn thanh niên, liền vội vàng khom người thi lễ một cái, cung kính nói. Liễu Minh ly khai truyền tống chi địa về sau, vì để tránh cho phiền toái, thay phục sức Thái Thanh Môn. Giờ phút này trên người chỉ mặc một kiện thanh sam bình thường, tướng mạo cũng thường thường không có gì, khó trách hai người kia có ý hoài nghi. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, chưa trả lời cái gì, đối diện trong núi chợt truyền ra một tiếng như sét đánh. Láo xược, Thái Thanh Môn thượng sứ trước mặt, chớ có ăn nói bậy bạ. Vừa dứt lời, đối diện một đóa hoàng vân bay ra, phía trên mơ hồ đứng đấy một lão giả thân hình cao lớn. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 524, Hứa Gia Bảo. Đóa hoàng vân mấy hơi thở công phu liền đã đi tới gần Liễu Minh. Phía trên đứng đó là một lão giả cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, hiển nhiên là người quen ra lệnh, trừng mắt nhìn hai thanh niên một cái. Lập tức hướng Liễu Minh thi lễ, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy, thượng sứ đại nhân, những tên tiểu bối này kiến thức nông cạn, có gì mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Không sao, người không biết thì ta chẳng trách, xin hỏi các hạ là Hứa gia gia chủ Khai Dương. Những chuyện nhỏ nhặt này, Liễu Minh tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, mỉm cười nói. Thượng sứ đại nhân mắt sáng như đuốc, tại hạ chính là tộc trưởng Hứa gia. Lão giả cao lớn sắc mặt cứng đờ, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nhất thời không biết làm như thế nào người trước mắt lại minh bạch thân phận của hắn. Liễu Minh mỉm cười, lấy tu vi đối phương là ngưng dịch cảnh đối với hai gã Hứa gia đệ tử tùy ý, dằn dạy, thì như thế nào đoán không ra thân phận của đối phương. Về phần hắn Thái Thanh Môn đệ tử thân phận, hơn phân nửa là trước đó đối phương đã nhận được tin tức từ trong tông có người tiếp nhận nhiệm vụ rồi. Thậm chí nói không chừng đều đã có nhất định hiểu rõ về hắn, nếu không làm sao thực sự dễ dàng lập tức như vậy đi ra đón chào. Bên trên hắc ưng hai thanh niên nam tử, lúc này mới sợ hãi vội vàng tiến lên chào, cũng nghe theo lão giả phân phó xuống, lập tức đi trước một bước hướng trong núi báo tin. Không bao lâu, trên ngọn núi phía ngoài cấm chế một hồi chấn động, từ từ mở ra một chỗ thông đạo.
Thượng sứ đại nhân mời vào Hứa Gia Bảo. Hứa Khai Dương sau vài lời khách khí, một tay khẽ động, làm ra một cái tư thế xin mời. Liễu Minh cũng không có khách khí, nhẹ gật đầu, hướng trong thông đạo phiêu nhiên mà đi. Kết quả bay qua tầm hơn 10 trượng, trước mắt màu vàng vầng sáng lóe lên, liền lộ ra phía dưới một tòa kiến trúc cổ bảo có chút cao lớn. Liếc nhìn lại, cổ bảo chỗ cao nhất có hơn 30 trượng, xung quanh là từng tầng lờ mờ kiến trúc, tít mãi bên ngoài là một mảnh tường thành cao lớn, đem hơn phân nửa ngọn núi vây ở chính giữa. Bổn tộc ở một địa phương rất đơn sơ, kính xin thượng sứ đại nhân chớ trách. Hứa Khai Dương vừa dẫn Liễu Minh đến nội điện cổ bảo vừa giải thích cho hắn. Hứa gia chủ khách khí, Liễu Minh bình tĩnh đáp lại. Một lát sau, hai người vừa xuống tới mặt đất, cửa lớn sớm đã đứng đầy mấy vị lão giả hoàng phục, cũng chạy ra đón chào. Vị này chính là Thái Thanh Môn thượng sứ đại nhân, tại hạ Hứa Vân Chân, là đại trưởng lão trong tộc, không kịp nghênh đón từ xa, kính xin thứ tội. Người nói chuyện là một gã râu tóc rậm rạp, sau lưng là một lão đầu gầy còm, khuôn mặt mơ hồ giống như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chư vị đạo hữu khách khí, tại hạ Liễu Minh, phụng tông môn chi mệnh, tới đây hoàn thành Hứa gia ủy thác nhiệm vụ. Liễu Minh nhìn xung quanh, mỉm cười ôm quyền đáp lễ lại, đồng thời lấy ra minh bài thân phận ngoại môn đệ tử, ném đi qua. Nguyên lai Liễu Thượng Sứ là ngoại môn đệ tử Thái Thanh Môn, tiền đồ tất nhiên rộng lớn, ngày sau thành tựu cảnh giới hóa tinh cũng là ở trong tầm tay. Bây giờ, tại hạ xin dẫn kiến Thượng Sứ thoáng một phát, những người này đều là trưởng lão Hứa gia. Gầy còm lão giả một thanh tiếp được lệnh bài, một chút kiểm tra về sau, lúc này con mắt khô vàng sáng ngời, đem vật trong tay lập tức hạc hạc cười cười nói. Tiếp theo, hắn và Hứa Khai Dương cùng một chỗ, bắt đầu từng cái dẫn kiến mọi người ở đây. Hứa ra mấy vị trưởng lão này đều là ngưng dịch kỳ tu sĩ, gầy còm lão giả tu vi cao nhất, là ngưng dịch trung kỳ, mấy người khác, kể cả tộc trưởng Hứa Khai Dương đều là sơ kỳ cảnh giới. Những người này tuy rằng đều là một bộ bình thản, bất quá Liễu Minh thần thức thoáng quét qua sau đó liền đã phát hiện, ở đây những người này. Ngoại trừ Hứa gia tộc trưởng, mọi người còn lại khí huyết chút ít cuồn cuộn, hơn nữa trên mặt mơ hồ lộ ra một tia hắc khí, rõ ràng bị trọng thương. Một phen khách sáo về sau, Liễu Minh cùng vài tên trưởng lão túm tụng đi vào trong đại sảnh cổ bảo. Mấy người phân chủ khách phân biệt sau khi ngồi xuống, lúc này liền có tỷ nữ dâng rồi nước trà. Đây là hoàng lộ trà, chính là đặc sản Thương Man Sơn, tuy rằng không phải cái gì thượng phẩm linh trà, nhưng mà coi như ôn nhuận, dư vị lâu dài, thượng sứ đại nhân cũng thỉnh người dùng một ít. Hứa gia tộc trưởng ngồi ở đối diện Liễu Minh, cười nói. Trà có thể chậm rãi uống, ngược lại là tông môn nhiệm vụ bên trên có nói, nơi đây phụ cận xuất hiện hai cái quỷ vật lợi hại, không biết cụ thể là loại tình hình nào. Liễu Minh nâng chung trà lên lướt qua một cái, rồi sau đó liền mở miệng nói. Ở đây Hứa gia chi nhân được nghe này hỏi, cũng không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ liếc mắt nhìn nhau. Không thể tưởng được thượng sứ đại nhân cũng là người mau lẹ, kỳ thật dù đạo hữu không hỏi, tại hạ cũng muốn nói đấy. Gầy còm lão giả thấy vậy, tức thì ho nhẹ một tiếng tiếp lời. Chuyện là như vậy. Chúng ta Hứa gia nguyên bản tại Thương Man Sơn phía đông có một chỗ mạch khoáng, hơn trăm năm đến đều là khai thác một ít khoáng thạch bình thường, cũng không có phát sinh qua cái đại sự gì. Nhưng mà hai tháng trước, có hai gã trong tộc đệ tử phụng mệnh đi tuần tra theo thông lệ, bỗng nhiên tại khu vực khai thác mỏ mất tích. Chúng ta phái người tìm vài ngày cũng không có tìm được, mới đầu còn cho là bọn họ chẳng qua là đi nơi khác địa phương, cũng không có nhiều hơn lưu ý. Thế nhưng là mấy ngày về sau, lại có hai gã trong tộc hậu bối đệ tử tại khu vực khai thác mỏ mất tích. Một người trong đó hay vẫn là linh đồ hậu kỳ tu luyện giả, việc này tự nhiên kinh động đến chúng ta. Trải qua một phen dò xét về sau, phát hiện ở chỗ sâu trong đường hầm chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đầu quỷ vật cường đại có tu vi ngưng dịch trung kỳ, sau khi bắt đi những đệ tử kia thì hấp thu tinh khí. Hứa gia tự nhiên không thể cho phép tình huống như thế, liền tập hợp nhiều người tiến đến thảo phạt, lão phu lúc ấy cũng ở trong trận. Đáng tiếc hai đầu quỷ vật quá mức lợi hại, một phen giao thủ, chúng ta đều bị đánh thành trọng thương, trong lúc nguy cấp, hay vẫn là kịp thời thúc giục một kiện dị bảo của gia tộc, mới không dễ dàng thoát ra đấy. Gầy còm lão giả nói đến đây, mọi người Hứa gia lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Liễu Minh nghe vậy thần sắc chưa thay đổi, cũng không trả lời, tựa hồ đang đợi lão giả nói tiếp. Hai đầu quỷ vật kia đến nay vẫn đang chiếm giữ khu vực khai thác mỏ, chúng ta đành phải tạm thời phong tỏa mạch khoáng. Xuất hiện đại sự như vậy, chỉ bằng vào lực lượng chúng ta thật sự bất lực,
cũng chỉ có thể thỉnh thượng sứ đại nhân từ Thái Thanh Môn đến đây viện thủ rồi. Gầy còm lão giả có chút tự giễu cười, cuối cùng chậm rãi nói ra sự tình. Như thế mà nói, chư vị chỉ thấy có hai đầu quỷ vật, có không có khả năng còn có đầu thứ ba. Liễu Minh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái này chắc có lẽ không, ngày đó chúng ta cùng cái kia hai cái quỷ vật giao thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng mới có thể đào thoát. Nếu như chúng còn có đồng lõa, chúng ta căn bản không cách nào đơn giản như vậy chạy thoát mới đúng. Gầy còm lão giả sau khi suy nghĩ một chút, như thế trả lời. Hứa Khai Dương cũng ở đây một bên liên tục gật đầu. Liễu Minh cũng hiểu được đạo lý trong lời nói của đối phương. Theo kia biết, bình thường quỷ vật trời sinh ưa thích hút tinh khí người sống bồi bổ bản thân, mà một gã linh đồ thì có thể bằng mười mấy tên phàm nhân. Cái kia hai đầu quỷ vật nếu như còn có mặt khác đồng bạn, chắc có lẽ sẽ không dễ buông tha những tu sĩ ngưng dịch kỳ mới đúng. Không biết ngoại hình của hai đầu quỷ vật kia cụ thể thế nào. Tại hạ đối với quỷ vật cũng coi như có chút hiểu biết, nói không chừng có thể phỏng đoán ra lai lịch quỷ vật này. Liễu Minh sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ hỏi lại. Muốn biết nó là quỷ vật dạng nào, có lẽ không khó. Trước kia ở Man Quỷ Tông chính là môn phái chuyên nghiên cứu về quỷ vật, thì thứ Liễu Minh biết tự nhiên cũng không ít. Trong Man Quỷ Tông điển tịch lục âm tổ sư lưu lại có bách quỷ dạ hành đồ ở bên trong, liền có ghi lại trọn vẹn 108 loại quỷ vật. Cái này hai đầu quỷ vật chiến đấu thời điểm sẽ khu động mảng lớn quỷ vụ, thực tế am hiểu ẩn nấp chi đạo. Sau đó phát động tập kích, chúng ta cũng không thể nhận diện rõ ràng hình dáng thật sự của chúng. Gầy còm lão giả nghe vậy, mặt già đỏ lên nói. Nghe xong lời này, Liễu Minh im lặng một hồi. Những trưởng lão Hứa ra cũng thật sự là vô dụng, đánh không lại người ta cũng liền không tính là gì. Mà cả hình dáng địch nhân cũng không thấy đã phải trốn chạy để khỏi chết rồi, thoạt nhìn năng lực thực chiến khẳng định cũng sẽ không cao. Quỷ vật kia tuy rằng lợi hại, bất quá có thượng sứ đại nhân ra tay, cộng thêm những lão già chúng ta, lần này nhất định có thể một lần đánh bại chúng. Đạo hữu cũng yên tâm, chúng ta Hứa ra tuy rằng hiện tại không cách nào cùng những cái đại tộc khác so sánh, nhưng trong khố phòng còn có một chút quáng tài quý hiếm của tiền nhân còn sót lại. Đạo hữu nếu là không chê, đợi diệt xong hai đầu ác quỷ thì có thể tùy ý chọn vài món trong đó. Hứa gia tộc trưởng thấy thần sắc Liễu Minh một hồi trầm tư thì vội vàng nói. Liễu Minh nghe vậy nao nao, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Những trưởng lão Hứa gia là sợ hắn nghe nói đối thủ quá lợi hại, nửa đường bỏ cuộc. Mà lúc này Hứa Khai Dương cũng thật sự là trong nội tâm lo sợ bất an. Hứa gia tuy rằng trên danh nghĩa cũng là phụ thuộc Thái Thanh Môn, nhưng gia tộc sớm đã xuống dốc, tài nguyên thật sự vô cùng căng thẳng. Lần này xảy ra chuyện này, tuy rằng đã hướng Thái Thanh Môn xin giúp đỡ rồi, nhưng bởi vì trước cần trị liệu vài tên người bị thương trong tộc đã đem linh thạch trong tộc chi tiêu không còn bao nhiêu. Vì vậy mà lúc trước chỉ có thể xuất ra 20.000 linh thạch với tư cách thù lao nhiệm vụ, thật sự là vô cùng keo kiệt. Nếu là Liễu Minh buông tay mặc kệ, chỉ sợ thật đúng là không còn có mặt khác đệ tử Thái Thanh Môn tới. Giờ phút này mắt thấy Liễu Minh tựa hồ có vẻ do dự. Vị này Hứa gia tộc trưởng tuy rằng rất là đau lòng vì tài liệu luyện khí trong tộc còn không nhiều lắm, cũng chỉ có thể cắn răng một cái nâng giá lên. Chư vị cứ việc yên tâm, tại hạ một khi tiếp nhận nhiệm vụ, tự nhiên sẽ hoàn thành, nếu không trở về cũng không cách nào trả lời với tông môn. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt chớp động vài cái, nhưng trong miệng lại khẽ cười một tiếng nói. Vậy thì tốt quá, thượng sứ đường xa mà đến cũng khổ cực, hôm nay trước hết nghỉ ngơi một chút, sự tình cũng không vội tại, ngày mai lại tính toán tiếp cũng không muộn. Buổi tối trong phủ sẽ thiết yến, kính xin đạo hữu sẽ tham gia để Hứa gia có thể đón tiếp một chút. Hứa gia tộc trưởng lúc này mới yên lòng, vẻ mặt tươi cười nói. Tính cả khô gầy lão giả ở bên trong mấy vị khác trưởng lão, cũng nhẹ nhàng thở ra. Liễu Minh một đường rời đi, quả thật có chút mỏi mệt rồi, cũng không có chối từ, lúc này cùng mọi người cáo từ một tiếng. Liền theo một gã người làm dẫn đường, đi vào trong phòng khách Hứa gia chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi. Về phần yến hội, tự nhiên bị hắn uyển chuyển từ chối. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liễu Minh liền cùng một người trung niên nho sinh trong cũng là một trong những trưởng lão Hứa gia đi ra khỏi Hứa gia bảo, hướng Thương Man Sơn chỗ mạch khoáng bay đi. Hứa gia đại trưởng lão vốn là muốn tụ tập tất cả mọi người cùng nhau đi, lại bị Liễu Minh lời nói nhẹ nhàng xin miễn. Chỉ là hai đầu quỷ vật ngưng dịch trung kỳ, còn không đáng để hắn đặt ở trong mắt.
Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 525, Thanh Diện Quỷ. Cùng lúc đó, trong đại sảnh Hứa Gia Bảo, tộc trưởng Hứa Gia cùng mấy vị trưởng lão còn lại đang tụ tập ở đây, thương nghị cái gì đó. Đại ca, Liễu Thượng Sứ lần này chỉ dẫn theo một mình Hứa Diệp, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn chứ. Phải biết rằng hai cái quỷ vật thế nhưng rất là lợi hại, vạn nhất người này xảy ra chuyện gì, Thái Thanh Môn truy cứu xuống thì. Hứa Khai Dương có chút lo lắng hướng lão giả gầy còm nói ra, cái này, chắc có lẽ không sao. Người này đã tự phụ như vậy, nghĩ đến có lẽ có chút thủ đoạn, huống chi Hứa Diệp trời sinh tính tình cẩn thận. Năng lực phòng ngự của ngũ tinh thuẫn càng có chút không tầm thường, coi như là không địch lại quỷ vật, cũng có thể toàn thân trở ra. Gầy còm lão giả vừa vuốt vuốt chòm râu, vừa nói. Có được lời này, những người ở đây cũng có chút an lòng, vài tên trưởng lão trước đó căng thẳng, bây giờ cũng có chút thả lỏng. Lão giả gầy còm trong nội tâm cười khổ, hắn làm sao không lo lắng việc này chứ? Lúc trước thần thức hắn đảo qua, phát hiện Liễu Minh cùng một bậc với hắn, cũng chỉ là ngưng dịch trung kỳ mà thôi. Bất quá Liễu Minh kiên trì như thế, hắn cũng không dám làm trái, vạn nhất chọc giận tới người này liền không ổn. Khai Dương, phân phó xuống dưới, mở ra toàn bộ cấm chế trận pháp của Hứa Gia Bảo. Mặt khác thả ra tất cả hồng nhãn điêu, tận lực chú ý động tĩnh khu vực khai thác mỏ, nếu vạn nhất có cái gì, mấy người chúng ta cũng không thể không để ý Liễu đạo hữu, nhất định lập tức đuổi qua. Gầy còm lão giả trầm ngâm qua đi, liền hướng Hứa trưởng lão phân phó một tiếng. Cử động như vậy là tốt nhất rồi, Hứa Khai Dương vui vẻ đồng ý, sau đó phân phó xuống dưới. Ngay tại thời điểm Hứa Gia mọi người lo lo lắng lắng, hai người Liễu Minh đã đi tới phía đông Thương Man Sơn chỗ mạch khoáng Hứa Gia. Ở một chỗ vào trong hạp cốc, ở xung quanh, bên trên thân núi đều có dấu vết đào đục, lọt vào trong mắt, đều là một ít cây gỗ bị tàn phá, cùng loạn thạch đầy đất. Hai người ở trong hạp cốc đi ước chừng một bữa cơm công phu, liền tới một chỗ quặng mỏ lớn mấy trượng nhỏ. Cửa ra vào quặng mỏ chỉ nổi lên một ít vừa thô vừa to viên mộc, hướng trong động nhìn qua, chỉ thấy bên trong đen sì, tựa hồ mơ hồ đi thông hướng dưới mặt đất chỗ sâu bộ dạng. Liễu đạo hữu, hai đầu quỷ vật đang trốn ở sâu trong này. Hứa Diệp cách ăn mặc như nho sinh, nhìn sâu trong động quật đen kịt, khóe mắt co quắp thoáng một phát. Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, liền muốn cất bước bước vào trong động. Hai đầu quỷ vật xuất quỷ nhập thần, đạo hữu phải vạn lần cẩn trọng. Trung niên nho sinh do dự một chút, rốt cuộc mở miệng nhắc nhở. Không sao, trong lòng ta biết rõ rồi. Liễu Minh quay đầu lại nhìn người này, mỉm cười một cái, liền bước đi vào. Trung niên nho sinh cắn răng một cái, trong tay chế trụ một tấm thuẫn nho nhỏ, vội vàng đi theo. Toàn bộ đường hầm trong thông đạo uốn lượn gập ghềnh, không ngừng hướng dưới mặt đất nghiêng ngả kéo dài ra. Trong thông đạo bên trên vách động cách mỗi một đoạn ngắn đều khảm một khối huỳnh quang thạch, cho nên nơi đây cũng không tính là quá tối. Bất quá hai người đều là ngưng dịch kỳ tu sĩ, dù là trong bóng đêm, thần thức phóng ra cũng có thể phân biệt đường đi. Hai người bước đi đại khái chừng một phút, đã xâm nhập được tầm hơn 10 trượng. Trong quặng mỏ ở chỗ này, âm hàn chi khí tồn tại không ít, hẳn là nơi này khai thác âm thuộc tính khoáng thạch A. Liễu Minh vừa đi vừa thả ra thần thức nhìn quét mọi nơi, mơ hồ cảm giác được trong không khí nơi đây có chứa một tia âm sát chi khí, cho nên nhàn nhạt nói một câu. Đạo hữu Minh giám, ở chỗ sâu trong quặng mỏ có phát hiện một chỗ âm mặc mạch khoáng, nó có từ trước khi phát sinh chuyện này. Trung niên nho sinh có chút khẩn trương, cũng dụng thần nhận thức dò xét liên tục ở xung quanh, trong miệng đáp. Thì ra là thế, khó trách hai đầu quỷ vật lại chiếm giữ mạch khoáng nơi này. Liễu Minh mỉm cười, ánh mắt nhìn lên trước, thò tay lên thạch bích vỗ nhẹ vài cái. Hai người lại tiếp tục đi, phía trước thông đạo xuất hiện một cái ngã ba đường. Trung niên nho sinh chỉ dẫn, hai người lại hướng bên phải đi đến, vòng quanh mấy lần, nguyên bản đỉnh động cao mấy trượng. Dần dần trở nên chỉ cao có hơn một trượng, xung quanh âm khí thoáng nồng hậu dày đặc hơn rất nhiều. Nơi này đã tiến vào phạm vi hoạt động của hai đầu quỷ vật rồi. Trung niên nho sinh mở miệng nhắc nhở một câu, đồng thời lật tay lấy ra một phù lục màu xanh biếc. Kết quả hắn nói còn chưa dứt lời, Liễu Minh ở bên cạnh bỗng nhiên thân hình khẽ động, tiếp theo bả vai hắn bỗng nhiên bị siết chặt, cả thân người liền bị nhấc bổng lên, lướt đi khỏi chỗ cũ mấy trượng. Cùng lúc đó, một đạo âm phong gào thét lên vượt qua trước mặt. Một quỷ thủ đen nhánh, chẳng biết xuất hiện từ khi nào,
đã lướt qua thân thể hắn, xuy một tiếng truyền đến. Quỷ thủ trong hư không tạo thành năm đạo khí xám xịt, vách tường giống như đậu hũ, bỗng chốc hiện lên năm cái rãnh sâu. À, Tạ Liễu huynh, Nho Sinh lúc này liên tục nói lời cảm tạ, nhưng đã sắc mặt trắng bệch, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải Liễu Minh nhanh tay kéo đi, vừa rồi cũng không kịp thả ra phù lục nữa, thì nói không chừng một kích vừa rồi gã có thể đã vẫn lạc rồi. Liễu Minh đối với lời cảm tạ của đối phương, giống như không nghe thấy, chỉ ngưng thần nhìn vào khoảng hư không. Phía trước thông đạo, chẳng biết lúc nào nổi lên một mảnh sương mù nồng đậm màu đen. Bên trong sương mù màu đen mơ hồ xuất hiện một bóng đen cao lớn, một đôi mắt như huyết hồng, đang gắt gao nhìn vào hai người Liễu Minh. Quỷ vật! Nho Sinh vừa nhìn thấy quỷ ảnh trong hắc khí, lúc này trong nội tâm lại một hồi lộp bộp kêu lên, cuống quýt bóp chặt phù lục trong tay. Một cái màn hào quang màu xanh lá hình dáng giống như trứng gà trên thân hắn tỏa ra, đồng thời trong miệng lại lầm bầm pháp quyết, tiểu thuẫn trong tay thoáng một phát lớn gấp mấy lần, lơ lửng chắn trước người hắn. Liễu Minh không nói hai lời, một tay vừa nhấc, mấy đạo phong nhận hơn một xích xương màu xanh đậm mang theo tiếng xé gió kích bắn ra. Đồng thời tay áo kia run lên, một tiểu kiếm màu đỏ đã xuất hiện trong tay. Quỷ ảnh thân hình nhoáng một cái, trước người sương mù màu đen một hồi cuồn cuộn, trong chớp mắt ngưng kết thành một đạo tường khí màu đen. Phong nhận bay vào trong đó, thoáng như châu đất xuống biển, không có chút tiếng động nào. Màu đen tường khí oanh một tiếng, tự động bạo liệt, hóa thành sương mù màu đen cuồn cuộn hướng chỗ hai người Liễu Minh một cuốn mà đến. Liễu Minh thấy vậy, cổ tay run lên, màu đỏ tiểu kiếm một hồi run rẩy, chỗ mũi kiếm đột nhiên bộc phát ra kiếm quang màu đỏ chói mắt. Đi! Hắn quát khẽ một tiếng, một đạo kiếm quang dài 3-4 trượng đỏ thẫm, lập tức thoát ly tiểu kiếm kích bắn mà ra. Như trường hồng quán nhật trực tiếp xuyên thủng sương mù màu đen. Bèo! Kiếm quang màu đỏ không dừng lại chút nào, cứ như vậy xuyên thủng sương mù, chém tới quỷ ảnh đằng sau. Quỷ ảnh một đôi mắt huyết hồng tựa hồ lộ ra vài phần sợ hãi, trong miệng bỗng nhiên nhổ ra mấy ngụm hắc khí nồng đậm. Tạm thời chống đỡ kiếm quang, bản thân thì lập tức hóa thành một cỗ hắc phong chạy trốn về sau. Kiếm quang hắc khí một hồi quấn quanh, rút cuộc lóe lên đồng thời tán loạn mà diệt. Liễu Minh thấy vậy, khẽ cau mày, nhưng không có đuổi theo. Kết quả quỷ ảnh vừa mới thoát ra hơn 10 trượng, bên trên vách động, bỗng nhiên bạo liệt ra, đồng thời bắn ra da dày đặc lục khí, tạo thành một cái lưới lớn, ập đến quỷ ảnh. Quỷ ảnh trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, lại ở chỗ chật hẹp, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thét lên một tiếng thúc giục màu đen sương mù vây quanh che chắn cho cơ thể, mạnh mẽ tiếp công kích. Phốc! Đại võng màu xanh lá lóe lên rồi biến mất, đem quỷ ảnh kia cùng với hắc khí toàn bộ vây vào trong lưới. Trong thạch bích một hồi cạc cạc tiếng cười quái dị truyền ra, hắc quang lóe lên, một cái đầu lâu từ trên đó bay ra thật nhanh, thình lình đúng là Phi Lâu Ma Đầu. Nguyên lai Liễu Minh từ khi tiến vào quạng mỏ, một trưởng nhìn như tùy ý vỗ vào vách động, đã âm thầm thả Phi Lâu cùng cốt hạt ra, một đường như bóng với hình tiềm phục hai bên. Cũng vì có hai đầu ngưng dịch hậu kỳ trợ thủ, hắn mới có thể không để hai đầu quỷ vật ở trong mắt. Nghe được tiếng kêu kỳ quái của Phi Lâu, Liễu Minh mỉm cười, đang muốn thả người bay qua, bỗng hắn nhíu mày, thân ảnh một cái mơ hồ tại chỗ biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một đoàn sương mù màu đen khác đã hiện ra sau lưng hắn, đồng thời xuyên qua tàn ảnh để lại đó. Liễu đạo hữu cẩn thận, còn một đầu quỷ vật khác. Trước đó một loạt biến cố động tác mau lẹ, làm cho trung niên Nho Sinh khó lòng bắt kịp, giờ chứng kiến Liễu Minh khó khăn lắm mới né được quỷ ảnh đánh lén. Không khỏi quá sợ hãi thốt lên hoảng sợ, tiếp theo một tay phất lên, liền lộ ra ngay một mũi tên màu bạc. Nhưng còn chưa chờ vị trưởng lão hứa ra thả ra linh khí, cổ tay Liễu Minh đã tùy ý run lên, chằng chịt kiếm ảnh đã lóe lên, cũng hóa thành một ngọn núi kiếm khí lao đi. Kiếm ảnh đỏ thẫm chớp động, bên trong sương mù màu đen lúc này truyền ra một tiếng chu, âm thanh tràn đầy đau đớn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số xích mang từ sương mù màu đen trong bắn ra, lộ ra hình thể quỷ vật ở bên trong. Chỉ thấy quỷ vật ngày thường mặt xanh nanh vàng, một đôi mắt đỏ tựa như chuông đồng, trên người đầy lông ngắn thô to, tay chân năm ngón như móc câu, thoáng giống như ưng chảo. Thì ra là một con thanh diện quỷ. Liễu Minh đưa tầm mắt nhìn qua, tự nói một câu. Trên người quỷ vật trải rộng từng đạo vết thương, hiển nhiên vết thương do một kích vừa rồi tạo ra, nhưng trên vết thương không có chút máu tươi nào chảy ra, chẳng qua là liên tục tản mát ra từng sợi hắc khí.
Thanh diện quỷ chừng một đôi mắt to nhìn Liễu Minh, trên nét mặt mang theo một tia sợ hãi, bỗng nhiên xoay người một cái, liền muốn bỏ chạy vào huyệt động. Nhưng vào thời khắc này, dưới mặt đất, bỗng nhiên tử mang lóe lên, một đôi cự ngao lập tức từ dưới đất chui lên, như thiểm điện kẹp lấy đôi chân trần của quỷ vật. Thanh diện quỷ quá sợ hãi, giống to một tiếng về sau, hai chân dốc sức liều mạng giãy giụa, đồng thời một đôi móng vuốt sắc bén cũng hóa thành chảo ảnh hướng bên trên cự ngao điên cuồng hạ xuống. Nhưng mà một hồi âm, thanh phanh phanh trầm đục về sau, cự ngao màu bạc căn bản không chút sứt mẻ, thậm chí mặt ngoài một tia dấu vết cũng không lưu lại. Sau một khắc, phía trên cự ngao thả ra một đám sương mù màu tím đen, hơi dính đến hai chân, liền làm cho huyết nhục nơi đó nhanh chóng thối rữa ra. Thanh diện quỷ lúc này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân hắc khí cuồn cuộn, hai móng thoáng một phát điên cuồng phát ra cường lực gấp bội. Tiếng xe gió phát ra, điên cuồng công kích cự ngao, nhưng vẫn như cũ, không có chút nào tác dụng. Đúng lúc này, vèo một tiếng. Một đạo mơ hồ óng ánh lập tức từ sau lưng quỷ vật dưới mặt đất bắn ra, chỉ một cái mơ hồ, liền xuyên thủng não quỷ vật. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 526, Cam Lũ Châu. Thanh diện quỷ hét thảm một tiếng sau ót lúc này hắc khí tuôn ra, chính là cốt hạt dưới mặt đất, bỗng nhiên đem cái đuôi móc câu như thiểm điện bắn ra, cũng một kích đơn giản đắc thủ. Nếu đổi lại là một gã tu luyện giả bình thường, chỉ sợ đã toi mạng tại chỗ. Nhưng quỷ vật này nửa người trên lung lay mấy cái, đầu lâu bỗng nhiên quỷ dị quay vòng 80 độ, trong miệng kêu một tiếng, phát ra một thanh âm chói tai cực kỳ. Cách đó không xa trung niên nho sinh nghe xong thanh âm này, lập tức trái tim nóng lên, trên ngực cảm thấy như vừa bị ai đánh một quyền thôi sơn, muốn phun ra một bụng máu. Bách quỷ khóc, Liễu Minh tâm thần khẽ động, lập tức nhớ tới quỷ đạo pháp thuật này. Đây là quỷ đạo thuật pháp rất nhiều quỷ vật cao giai có thể thúc dục, có khả năng ảnh hưởng thần trí người nghe, trong chiến đấu xuất kỳ bất ý sử dụng, có thể khiến cho là đối thủ khí huyết ngược dòng, pháp lực tán loạn, giống như hắn ở tiểu viêm giới từng gặp phải tiếng kêu gào của hỏa linh. Bất quá loại trình độ quỷ khóc chi thuật này, căn bản không cách nào tạo thành ảnh hưởng với hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn trầm xuống. Bỗng nhiên tay áo giơ lên, một đạo cầu vồng màu đỏ lóe lên, chớp mắt lại lần nữa bay vụt mà quay về. Chỉ nghe phù phù một tiếng, thanh diện quỷ lúc này người phân hai đoạn, nửa trên lơ lửng trên không, nửa thân dưới thì đang không ngừng giãy giụa. Đúng vào lúc này, trong huyệt động, truyền đến tiếng gầm giận dữ, nghe thanh âm rõ ràng là một đầu quỷ vật khác. Liễu Minh quay đầu thản nhiên nhìn liếc. Chỉ thấy phía bên kia quạng mỏ, một con thanh diện quỷ toàn thân bị vô số sợi tóc màu xanh lá mạnh mẽ cuốn chặt. Quanh thân hắc vụ hóa thành vài đạo con rắn màu đen, đang không ngừng xé đám tóc xanh lá. Bất luận con rắn đen kia có giãy giụa ra sao vẫn không thoát được đám tóc xanh kia. Mà Phi Lâu thì không biết dùng loại thần thông nào, lại dường như giỏi trong xương bám lấy thanh diện quỷ. Ba cái đầu một lớn hai nhỏ gắt gao cắn vào chỗ hiểm của quỷ vật không thả. Nhìn như hung hãn thanh diện quỷ, lúc đầu còn có chút ít có thể giãy giụa, nhưng Liễu Minh nhìn qua được mấy hơi thở về sau, thanh âm của nó liền trở nên hữu khí vô lực. Thân hình đồng thời lấy mắt thường có thể thấy được, tốc độ nhanh chóng khô héo mà thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền nằm ở trong lưới không cách nào nhúc nhích mảy may. Liễu Minh gật đầu, thân hình lay động, tay áo lại run lên. Trong hư không một đạo hồng quang lóe lên, phi kiếm đã chạm vào ngực thanh diện quỷ, mũi kiếm nhẹ nhàng xuyên thủng ra sau lưng. Sau đó kiếm quang lạnh như băng run lên, thuận thế từ dưới lên trên thoáng một cái. Một tiếng gào thét quỷ dị truyền đến, cái đầu thanh diện quỷ liền bị một kiếm chém thành hai nửa. Từ khi hai đầu thanh diện quỷ xuất hiện, đến khi Liễu Minh cùng hai đầu linh sủng phối hợp nhẹ nhàng đánh chết, trước sau bất quá là mất công phu nửa chén trà nhỏ. Liễu Minh từ đầu tới đuôi, đều một bộ dạng hời hợt, bộ dáng dường như không có vận dụng bao nhiêu khí lực. Cái này tự nhiên để cho trung niên nho sinh vừa mừng vừa sợ. Lúc này cốt hạt cùng Phi Lâu đồng thời thu pháp, lần nữa nhoáng một cái bay đến bên cạnh Liễu Minh, vị trưởng lão Hứa ra lúc này thu hồi tiểu thuẫn trước người, vội vàng tiến lên chắp tay. Cung kính nói, không nghĩ tới, Liễu đạo hữu chẳng những thực lực bản thân kinh người, còn có hai đầu linh sủng lợi hại như vậy, thật đúng là làm cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Hai đầu linh sủng, tại hạ không nhìn lầm, hình như đều có thực lực ngưng dịch hậu kỳ. Chậc chậc, đạo hữu không hổ là Thái Thanh môn cao đồ,
Có linh sủng lợi hại như vậy bên người, chỉ sợ đủ để tung hoành hàng ngũ hóa tinh trở xuống. Đạo hữu quá khen, tại hạ cũng là ngẫu nhiên mới có được hai đầu linh sủng này. Liễu Minh mỉm cười trả lời, tùy ý vỗ bên hông, cốt hạt cùng phi lâu lúc này hóa thành hai đạo hắc khí, chui vào túi ra nơi eo lưng. Trung niên nho sinh thấy thế, lại lần nữa có chút khom người miệng đầy lời cảm tạ. Đây là bổn phận tại hạ, không cần phải nói cảm tạ. Nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này chứ. Ánh mắt Liễu Minh quét qua một lần, không phát hiện điểm gì dị thường bèn nói. Trung niên nho sinh tự nhiên một lời đáp ứng, không có chút nào do dự. Vì vậy hai người lúc này phản hồi theo đường cũ, ly khai quạng mỏ, khu vân bay về trạch viện của Hứa gia. Mấy canh giờ về sau, trong đại sảnh Hứa gia trạch viện, Liễu Minh bình tĩnh ngồi ở bên trên một cái ghế. Bên dưới hai hàng ghế là đám trưởng lão Hứa gia, hiển nhiên lão giả nho sinh cũng trong nhóm đó. Những tu sĩ này của Hứa gia đều từ trong miệng trung niên nho sinh đã biết được trận chiến lúc trước là một mình Liễu Minh thị uy thực lực. Bọn họ thì một hồi hưng phấn lẫn hâm mộ, thái độ đối với Liễu Minh tự nhiên càng cung kính hơn. Liễu thượng sứ, đây là thù lao trong tông đáp ứng trước kia, lần này thượng sứ không từ vạn dặm đến đây tương trợ, tại hạ đại biểu Hứa gia trên dưới lần nữa tạ ơn thượng sứ. Mặt khác những vật này đều là một ít tài liệu luyện khí quý hiếm Hứa gia tổ tiên còn sót lại, đạo hữu có nhìn chúng món nào, cứ việc cầm đi mấy thứ. Một lát sau, Hứa gia gia chủ cùng lão giả gầy còm từ phía sau đại sảnh đi tới, đặt linh thạch lên bàn mà nói. Tiếp theo đại trưởng lão Hứa gia, tức thì tay áo run nhẹ, bạch quang lóe lên, lúc này bên cạnh cái túi lại nhiều ra hơn 10 hộp ngọc lớn nhỏ. Nếu đã như vậy, tại hạ liền không khách khí. Liễu Minh nhàn nhạt nói một câu, trước đem cái túi chứa linh thạch vừa thu lại, ánh mắt liền rơi vào những thứ này hộp ngọc bên trên. Một phút đồng hồ sau, Liễu Minh ở trong Hứa gia cùng chúng tu đi ra đại sảnh, không nói hai lời trong tay pháp quyết vừa bấm, một đóa mây đen dựng lên, lập tức hóa thành một đoàn hắc quang phá không mà đi. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu về sau, liền hóa thành một điểm màu đen, biến mất xa xa phía chân trời. Gầy còm lão giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người, hướng trung niên nho sinh lần nữa hỏi thăm. Thất đệ, ngươi nói người này tùy thân có hai ngưng dịch hậu kỳ quỷ vật, ngươi xác định không có nhìn lầm. Gầy còm lão giả nhướng mày, thấp giọng hỏi. Bẩm báo đại ca, trong quặng mỏ dụng thần thức quét vài lần, xác nhận không sai, cả hai cái đều có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Chẳng những như thế, Liễu thượng sứ còn là một gã kiếm tu với công lực cao thâm mà chắc, chỉ khẽ giơ tay nhấc chân, liền đem hai đầu thanh diện quỷ trước sau một kích chém giết. Thực lực hai cái quỷ vật này, ta và ngươi thế nhưng là đã nhìn thấy tận mắt đấy. Trung niên nho sinh không dám lãnh đạm vội vàng trả lời. Nếu ngươi nói không ngoa, vị Liễu thượng sứ này xác định không phải ngưng dịch trung kỳ đơn giản như vậy, chắc là tận lực che giấu tu vi, không muốn cho chúng ta biết. May mắn chúng ta đối với hắn tôn kính, bằng không thì không biết sẽ tạo ra phiền toái gì. Bất quá hắn nhanh như vậy liền rời đi, đoán chừng thật có chuyện quan trọng bên người. Thôi được, những thứ này cũng không phải chuyện chúng ta cần quan tâm. Hứa Khai Dương nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, lúc này đây, gia chủ làm thật, không sai. Chúng ta xuất ra những tài liệu kia lại để cho hắn chọn lựa, cũng coi như giao hảo với người này rồi. Nếu là tu vi người này còn có thể tiến thêm một bước, nói không chừng về sau Hứa gia ta tại Thái Thanh Môn có một chỗ dựa mới. Gầy còm lão giả một tiếng than nhẹ, nói xong tay áo vung lên đi tới đại sảnh. Hứa gia mọi người nghe vậy, chỉ là hai mặt nhìn nhau, cũng không nói thêm cái gì, nhao nhao đi vào theo. Sớm đã ở bên ngoài hơn trăm dặm, Liễu Minh tự nhiên sẽ không biết được cuộc nói chuyện của Hứa gia. Hắn đang vui vẻ vuốt ve viên châu màu xanh biếc trong tay, thần tình hòa hoãn. Vật ấy tên là Cam Lũ Châu, chính là một loại kết tinh bài tiết của một loại kỳ trùng, hơn nữa kịch độc vô cùng, lại vô cùng quý hiếm. Đúng là một trong những tài liệu phụ trợ mà Liễu Minh muốn luyện chế cửu nghi thuẫn cần phải có. Liễu Minh bỗng nhiên được thu hoạch ngoài ý muốn, tự nhiên rất là hài lòng. Hắn bỗng nhiên đem viên châu thu lại, lại khẽ phất tay, lấy ra một tờ bản đồ khu vực phụ cận mà hắn chuẩn bị từ trước. Một lát sau, hắn đem địa đồ thu lại, nhẹ dẫm mây đen dưới chân, xoay người một cái liền hướng phía khác phá không mà đi. Phi hành về hướng tây gần nửa ngày, trước mắt Liễu Minh xuất hiện một cái hồ nước. Chỉ thấy hồ nước trong nhìn thấy đáy, thỉnh thoảng có con cá bơi qua, cũng có mấy con hạc chơi đùa gần đó. Liễu Minh dẫm mạnh mây đen dưới chân, hạ xuống ở bên hồ,
một tay ở trước ngực kết xuất một cái cổ quái pháp ấn, đơn tay vừa lộn, hướng trong hư không nhẹ nhàng vỗ. Một đạo sương mù màu đen bắn ra, trước mặt mấy trượng trong hư không khẽ run lên, bỗng nhiên tạo nên một tầng rung động. Sau đó cảnh sắc trước mắt Liễu Minh đột nhiên một cái mơ hồ, một tòa sơn cốc xanh lục thình lình xuất hiện. Còn mơ hồ có thể thấy được một ít tu luyện giả từ hướng khác bay vào sơn cốc, thỉnh thoảng cũng có mấy đạo độn quang từ trong sơn cốc bay ra. Sơn cốc này đúng là mục đích thực sự chuyến đi này của hắn đấy, một chỗ cách Thái Thanh Môn không biết bao nhiêu vạn dặm, một phường thị xa xôi bên ngoài, Lam Hồ phường thị. Hắn hơi đánh giá qua, liền hóa thành một đạo độn quang màu đen hướng trong sơn cốc bay thật nhanh. Tầm nửa ngày sau, Liễu Minh vẻ mặt hài lòng đi ra khỏi phường thị. Phường thị này mặc dù hơi nhỏ, nhưng bên trong cửa hàng đầy đủ hết, linh khí tài liệu phù lục các loại cũng là cái gì cần có đều có. Liễu Minh rất nhanh liền đem đan dược luyện chế lúc trước từng nhóm bán ra không còn, nguyên nhân có lẽ là bởi vì ở chỗ xa xôi, nên nơi đây giá cả đan dược so với phường thị trong tông còn cao hơn một thành. Điều này cũng làm cho hắn buôn bán lời thêm không ít, giờ phút này trên người linh thạch thình lình lại đạt đến hơn 30 vạn. Thời gian kế tiếp, hắn tiếp tục đi mấy cửa hàng trong phường thị, hao tốn mấy vạn linh thạch, liền đem rất nhiều tài liệu luyện đan thu thập đầy đủ, ngoại trừ thanh ngưng quả. Làm xong hết thảy, hắn liền rời đi phường thị, khu vân bay về cung điện đá xanh có truyền tống pháp trận. Hơn 10 ngày sau, ở trong một cửa tiệm phường thị Thái Thanh Môn, Liễu Minh đang cẩn thận đánh giá một cái hộp ngọc màu trắng, hơn 10 miếng trái cây màu xanh. Những thứ trái cây này mặt ngoài có một tầng linh văn màu xanh nhàn nhạt, thỉnh thoảng tản mát ra từng cỗ mùi thơm ngát, chính là một đám thanh ngưng quả gần 300 năm hỏa hầu. Lúc trước mua thanh ngưng quả phần lớn là 200 năm hỏa hầu, mà trước mắt những thanh ngưng quả 300 năm hỏa hầu lại để cho nội tâm hắn không khỏi khẽ động. Phải biết rằng, phẩm chất đan dược khác nhau là tùy thuộc vào tài liệu luyện đan, cho nên tài liệu bây giờ phẩm chất hơn nhau cả trăm năm hỏa hầu làm sao hắn không động tâm. Những thứ này ta mua toàn bộ, bao nhiêu tiền? Liễu Minh vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Tổng cộng 8 vạn linh thạch. Một trung niên phụ nữ dáng người thướt tha nhìn thoáng qua Liễu Minh, giọng dịu dàng ra giá. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 527, hai loại kiếm quyết. Liễu Minh nghe vậy, hơi chút suy nghĩ, liền từ bên hông lấy ra bao vải đựng 8 viên thượng phẩm linh thạch đưa cho người phụ nữ trung niên, sau đó thu hồi hộp ngọc màu trắng, không nói hai lời rời khỏi cửa hàng. Mấy ngày trước, khi hắn trở lại tông môn, cũng không vội vàng phản hồi động phủ, mà lại chạy đến phường thị trong tông một chuyến, từ nhiều cửa hàng, mua sắm không ít thanh ngưng quả. Mà nhóm này 300 năm hỏa hầu là lần đầu tiên nhìn thấy, đủ khiến dược lực đan dược tăng lên một mảng lớn, tự nhiên mua hết tất cả, lúc này mới khu vân trở về động phủ. Hắn vừa mới bước vào động phủ, liền đóng chặt đại môn, treo lệnh bài từ chối tiếp khách, sau đó trực tiếp đi vào luyện đan thất. Đến hôm nay, luyện đan thất cửa đóng một lần là mấy tháng trời. Khi luyện đan thất lần nữa mở ra, một người thanh niên tóc tai có chút lộn xộn, vận thanh sam tương đối cũ nát đi ra, đúng là Liễu Minh. Chữ vật phù bên hông cũng thình lình nhiều hơn 40 viên lãnh ngưng đan. Hắn vỗ vỗ bụi bặm bên trên áo quần, trầm tư trong đại sảnh một lát sau, liền quay người đi đến mật thất trong động phủ. Trong mật thất, Liễu Minh khoanh chân ngồi trên vị trí trung ương, trước mặt để đó một cái hộp ngọc, trong đó để mấy khỏa đan dược màu bạc lập lòe. Hắn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một viên lên, để vào trong miệng, liền khép mắt lại điều tức. Lãnh ngưng đan không như đan dược bình thường khác vào miệng lập tức tan ra, mà là trực tiếp trượt vào bên trong bụng. Sau một khắc, chỉ thấy trong bụng một cỗ âm lãnh chi khí tản ra, bắt đầu du tẩu ở kỳ kinh bát mạch không ngừng. Trong đan điền lúc này, một cỗ khí ấm áp, một cỗ pháp lực không ngừng từ trong phun ra, hòa nhập vào bên trong tứ chi xương cốt. Liễu Minh chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, tiếp đó lại là một cỗ âm khí tại phần bụng giữa nhanh chóng ngưng tụ. Lúc nóng, lúc lạnh vòng đi vòng lại phía dưới, Liễu Minh cảm giác thể nội pháp lực tại chậm rãi tăng tiến. Như thế thời gian bế quan hơn nửa tháng, phục dụng ước chừng hơn 20 khối lãnh ngưng đan về sau. Hắn rút cuộc bù đắp toàn bộ pháp lực hao hụt do bong bóng thần bí hấp thu, cảnh giới cũng theo đó khôi phục, ngưng dịch hậu kỳ. Lúc này Liễu Minh cũng không vội vàng rời khỏi mật thất mà khép hai mắt lại, bắt đầu quan sát Thái Cương kiếm quyết trong thần thức.
Dùng tu vi hiện tại đã có thể tu luyện hai loại kiếm tu thần thông rồi. Loại thứ nhất gọi là kiếm chỉ, theo ghi chép của Thái Cương Kiếm Quyết, sau khi gieo vào thể nội một kiếm phôi chi linh, chỉ cần tu luyện pháp lực tới trình độ nhất định là có thể đem pháp lực thể nội mô phỏng kiếm khí bắn trực tiếp ra ngón tay. Tuy rằng uy lực không cường đại như phóng xuất kiếm khí thật sự, nhưng mà thi triển đơn giản, gần như tùy ý khởi phát, có thể xuất kỳ bất ý trọng thương đối thủ. Hơn nữa, kiếm chỉ ghi trong Thái Cương Kiếm Quyết còn có thể lợi dụng phương pháp tu luyện độc môn, biến kiếm khí bắn ra thành hình đinh ốc, tạo nên uy lực vượt xa những bí thuật cùng loại của kiếm quyết khác. Bất quá bởi vì như vậy, Thái Cương Kiếm chỉ đối với tu luyện giả yêu cầu khá cao, kinh mạch bền vững hơn người thường thì mới được. Nếu như không đạt yêu cầu mà cưỡng ép tu luyện hoặc là tu luyện không thỏa đáng, nhẹ thì có thể dẫn đến kinh mạch vỡ tan, nặng thì kiếm khí trong thể nội mất đi khống chế, bạo thể mà chết. Cho nên tu sĩ ngưng dịch hậu kỳ bình thường thông thường không có cách nào tu thành pháp quyết này. Nhưng mà đối với người tu luyện qua Minh Cốt Quyết cùng Long Hổ Minh Ngục Công như Liễu Minh mà nói, điểm này tự nhiên không thành vấn đề. Về loại thần thông thứ hai chính là thần thông nhân kiếm hợp nhất Liễu Minh đã sớm ước mơ. Ngày đó tại núi Thạch Đà, Liễu Minh đã chứng kiến Diệp Thiên Mi thi triển nhân kiếm hợp nhất với uy năng khủng bố. Chẳng qua là loại thần thông này phải tu luyện ngự kiếm thuật tới tiểu thành mới có thể thi triển. Những năm vừa qua, Liễu Minh mặc dù chưa dùng hết sức tu luyện kiếm tu chi thuật, nhưng nhiều lần giao chiến cùng người sử dụng ngự kiếm thuật, cộng thêm trong huyễn ma đồng ảo cảnh cùng ma hóa Lam Tỳ tranh đấu, đã vận dụng ngự kiếm thuật vô số lần, trình độ theo đó cũng đã đạt đến tiểu thành, cho nên có thể tu luyện nhân kiếm hợp nhất. Một khi tu luyện thần thông này, mỗi ngày Liễu Minh phải nhỏ vào kiếm khí một giọt tinh huyết, dùng pháp quyết được đề cập trong Thái Cương Kiếm Quyết tự mình tế luyện 7 ngày 7 đêm về sau mới có thể mới sơ thành. Từ phương diện nào đó mà xét thì thần thông này cũng chỉ là công pháp trụ cột ngự kiếm phi hành mà thôi. Vì vậy Liễu Minh lúc này yên lặng nhìn hai bộ kiếm quyết, dự định một bên đem tài liệu còn lại toàn bộ đem luyện đan, một bên tu luyện hai loại kiếm tu chi thuật. Vào một ngày, một tháng sau, trong động phủ một hồi tiếng bạo liệt bùm bùm đùng đùng liên tiếp truyền ra. Liễu Minh trong lúc này ngoại trừ luyện chế lãnh ngưng đan, thời gian còn lại đều tìm hiểu và tu luyện kiếm chỉ thần thông, nghiễm nhiên đã đạt tới cấp độ nhập môn, có thể thi triển ra một ít rồi. Chỉ thấy Liễu Minh ngồi trong mật thất, một ngón tay trỏ hướng trong góc mật thất, một khối hơn một trượng màu xám đang nằm im, bất ngờ trên đá lớn nhẹ nhẹ một chút dao động, xoẹt. Một đạo kiếm khí trắng xóa kích bắn mà ra. Cự thạch lập tức bị xuyên qua, lưu lại một lỗ thủng lớn hơn một tấc. Liễu Minh khóe miệng hơi vểnh, một cánh tay vừa nhấc, đồng thời hướng cự thạch liên tục vẫy mấy cái, tiếng xe gió nổi lên. Từng đạo kiếm khí từ đầu ngón tay liên miên kích bắn ra, lóe lên tức thì tất cả đều chui vào bên trong cự thạch. Sau một khắc, trên khối đá thình lình nhiều hơn 5 lỗ thủng mỗi cái chừng nửa tấc, nhưng những lỗ thủng này chỉ sâu có hơn một xích, cũng không xuyên thấu cự thạch. Kiếm chỉ thần thông là thông qua ngón tay ngưng tụ mà thành. Mà nếu như ngón tay liên tục phát ra kiếm khí thì uy lực tuy nhỏ nhưng thời gian ngưng khí lại rút ngắn thật nhiều, từ khi ngưng tụ kiếm khí đến đầu ngón tay phóng ra, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành. Dùng tu vi Liễu Minh và pháp lực bây giờ, tối đa có thể làm được 5 đạo kiếm khí liên tục. So sánh mà nói, sử dụng kiếm khí biến thành kiếm quang tuy rằng uy lực lớn hơn, nhưng mà thúc dục tất nhiên tiêu phí một phen thời gian, tuyệt không có thuận tiện như kiếm chỉ thần thông, cả về khả năng ẩn giấu. Liễu Minh mới bắt đầu tu luyện kiếm chỉ thần thông nhưng cũng gặp vài vấn đề khó, ví dụ như làm thế nào khống chế phương hướng kiếm khí. Khi hắn lần đầu thúc dục kiếm quyết, đem kiếm khí từ thể nội bước đến đầu ngón tay lại ngưng tụ rồi một cái lớn hơn tấc trong suốt quang cầu, thì trong chớp mắt đã mất đi khống chế, quang cầu vừa mới rời tay mấy trượng, liền tự hành bạo liệt mà mở. Cuối cùng trải qua hơn 10 ngày đêm không ngừng luyện tập, hắn mới luyện tới trạng thái hôm nay, có thể tùy ý thu phát, hơn nữa có thể thông qua thời gian điều chỉnh ngưng khí để khống chế kiếm chỉ uy lực. Giờ phút này, Liễu Minh một bên suy nghĩ, một bên nội tâm pháp quyết biến đổi, nhất đạo kiếm khí màu trắng rõ hơn lúc trước rất nhiều. Lúc này cấp tốc xoay tròn bắn ra, cũng lóe lên rồi chui vào trong góc đá lớn màu xám. Đây là hắn thúc dục hình dáng đinh ốc chính thức của kiếm khí. Một tiếng bạo liệt oanh truyền đến. Màu xám cự thạch lập tức nổ tan, chằng chịt đá vụn lập tức hướng bốn phía bay vùn vụt. Liễu Minh thấy thế vẻ mặt hơi ngẩn ra, hắn tuy biết Thái Cương Kiếm Quyết làm cho kiếm chỉ uy lực lớn thêm không ít,
nhưng một màn trước mắt vẫn là vượt quá dự liệu của hắn. Uy lực kinh người như thế, hầu như không thua gì chính thức kiếm khí phóng xuất kiếm quang, bình thường tu sĩ cùng giai nếu như dưới tình huống không phòng bị. Đón đỡ một đạo kiếm chỉ này của hắn, thì hộ thể cương khí nhất định sẽ bị chấn nát, chưa kể thân thể sẽ bị thương không nhẹ. Liễu Minh trong nội tâm vui vẻ, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn về sau lại hao tốn hơn nửa tháng thời gian, đem tài liệu còn lại toàn bộ luyện chế đan dược, tiếp đó liền lần nữa khoanh chân nhập định, cẩn thận tìm hiểu bí thuật nhân kiếm hợp nhất. Lại qua hơn 10 ngày, Liễu Minh đã đem bí quyết tìm hiểu 7-8 phần, liền quyết định bắt đầu tế luyện kiếm khí. Hắn tay áo run lên, tiểu kiếm màu đỏ từ trong bay thật nhanh ra, quay tít một vòng, liền hóa thành thanh kiếm dài nửa trượng lơ lửng trong hư không. Một ngón tay hắn vừa nhấc, từ trong bức ra một giọt tinh huyết, trên tay pháp quyết biến đổi, hướng tinh huyết nhẹ nhàng chỉ một cái, tinh huyết lập tức hướng phi kiếm bắn tới. Tinh huyết vừa chui vào thân kiếm, liền hóa thành một đạo tơ máu trên thân kiếm, tiểu kiếm không ngừng run rẩy, đồng thời phát ra một hồi âm thanh vù vù. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm niệm quyết, đồng thời 10 ngón tay như bánh xe biến hóa hướng hư không bắn ra từng đạo pháp quyết, cũng nhao nhao chui vào bên trong tiểu kiếm không thấy bóng dáng. Lập tức phi kiếm màu đỏ mặt ngoài chợt hiện vài cái, từng miếng phù văn màu đỏ sáng rực lên, một màn quỷ dị xuất hiện. Mặt ngoài phi kiếm từng sợi mây đỏ lăng không hiện ra, cũng chậm rãi hướng Liễu Minh phiêu tán mà đến, rồi một tầng quấn quanh thân. Một lát sau, Liễu Minh bị hào quang bao bọc cực kỳ chặt chẽ, ở bên trong, hai mắt khép lại không một chút động đậy. Một ngày một đêm sau, Liễu Minh trợn mắt, đồng thời pháp quyết vừa thu lại, sau một khắc chỉ thấy phía trước hư không hào quang đỏ thẫm thu vào, một lần nữa lộ ra bản thể phi kiếm chỉ bằng hạt gạo. Cùng lúc đó, hào quang màu đỏ quấn quanh thân Liễu Minh cũng tiêu tán. Hắn một tay vừa nhấc, lần nữa từ đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết, cũng run lên lần nữa bắn vào phi kiếm, tinh huyết cũng nhanh chóng dung nhập trong đó. 7 ngày 7 đêm về sau, trong mật thất, một quang đoàn màu đỏ phảng phất như thực một hồi cuồng liệt, đột nhiên một tiếng thét dài từ trong truyền ra. Phanh, hào quang thoáng một phát bạo liệt mà ra, cũng lộ ra người ngồi xếp bằng bên trong. Hù, Liễu Minh quát khẽ một tiếng, cánh tay hướng hư không một chiêu, phía trước tiểu kiếm màu đỏ lập tức hào quang luân chuyển phát ra thanh âm cực kỳ êm tai. Bí thuật nhân kiếm hợp nhất quả nhiên kỳ diệu phi phàm, sau một phen chuyển hóa dung nhập tinh huyết, bây giờ đã có thể dung nhập vào trong người. Liễu Minh trầm ngâm chốc lát, mới hơi hưng phấn thì thào một câu, tiếp theo hai mắt khép lại, tiếp tục ngồi xuống điều tức. Mấy ngày sau, trong đại sảnh động phủ của Liễu Minh, truyền ra tiếng siêu siêu xé gió. Chỉ thấy một đạo màu đỏ kiếm quang trong đại sảnh chỗ lóe lên, một khắc tức thì đã xuất hiện ở cuối thông đạo, lại nháy mắt, ánh sáng màu đỏ lóe lên, độn quang lại trở về trong đại sảnh. Tốc độ cực nhanh, quả thực nhanh như điện chớp. Đột nhiên màu đỏ quang hoa thu vào, lộ ra một nam tử cầm trong tay linh kiếm màu đỏ. Đúng là Liễu Minh. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 528, Phường Thị Trường Dương. Căn cứ ghi chép Thái Cương Kiếm Quyết, khi luyện thành nhân kiếm hợp nhất, bí thuật ngự kiếm phi hành ngoại trừ có thể đề cao độ tốc, kiếm quang bao bọc toàn thân còn được quán chú toàn bộ pháp lực cùng tinh khí của người thi triển, tạo thành uy lực không phải ngự kiếm thuật có thể so sánh. Địch nhân một khi ở gần độn quang sẽ bị kiếm khí ảnh hưởng nhất định ở các mức độ khác nhau. Nếu như cậy mạnh tiếp cận sẽ bị da chóc thịt bong. Bởi vậy công pháp này một khi thi triển ra, ở trình độ nhất định có thể xem như công phòng nhất thể. Chỗ duy nhất thiếu hụt khi thi triển thuật này đại khái chính là được ăn cả ngã về không vì uy năng quá mức khủng bố. Cho nên pháp lực tiêu hao không nhỏ, lấy pháp lực Liễu Minh hiện tại mà nói căn bản không cách nào kiên trì quá lâu. Cho nên một khi thi triển ra pháp thuật này, nếu thất bại chính là mang dê vào miệng hổ, cho nên phải thật cẩn trọng. Ngự kiếm, thuật của họ Liễu vẻn vẹn chỉ luyện tới tiểu thành, muốn thi triển uy lực chân chính của ngự kiếm thuật cần phải trải qua thực chiến không ngừng rèn luyện. Sau khi nắm giữ hai loại bí thuật một cách cơ bản, hắn quyết định đến phường thị mua chút tài liệu luyện đan, tiếp tục luyện chế một số đan dược. Hắn tâm niệm một chuyển, thu hồi tiểu kiếm màu đỏ sau đó rời khỏi động phủ, chân dẫm hắc vân phá không bay đến huyền điện. Sau khi tiếp nhận một ít nhiệm vụ thu thập linh dược trên huyền bảng, hắn liền rời khỏi tông môn, bay đến một tòa hạp cốc nào đó. 2-3 tháng tiếp theo,
hắn liên tiếp giao nhận một số nhiệm vụ bình thường trên huyền bảng, điểm cống hiến cũng không cao, nhưng lại là nhiệm vụ phải rời tông. Chỉ là mỗi lần đi một nơi và nơi đó lúc nào cũng có một phường thị loại nhỏ. Hắn lần lượt bán hơn 20 viên lãnh ngưng đan trong tay, sau đó mua vào không ít tài liệu luyện chế cần thiết. Về phần những nhiệm vụ dạng này, đối với thực lực sớm đã không kém gì hóa tinh kỳ của hắn mà nói, tự nhiên không cần tốn nhiều sức, đều dễ dàng hoàn thành một cách thuận lợi. Một ngày nào đó của 3 tháng sau, phường thị Thái Thanh Môn, một gian hàng 3 tầng, Liễu Minh đang ngồi ở một chiếc ghế màu nâu, bộ dạng như có điều suy nghĩ. Mấy ngày nay, họ Liễu đã ghé qua tất cả phường thị lớn nhỏ trong Thái Thanh Môn. Chỉ cần là thanh ngưng quả hỏa hầu phù hợp yêu cầu đều bị hắn thu mua sạch sẽ. Nếu không phải những phụ liệu khác đã chuẩn bị tốt, nhưng vẫn thiếu một ít thanh ngưng quả, hắn cũng sẽ không lần mò đến cửa hàng có quy mô tương đối lớn này để hỏi thăm lần nữa. Thế nhưng khiến hắn mừng rỡ chính là trưởng quầy nói trong tiệm quả nhiên có mười mấy quả thanh ngưng quả 200 năm hỏa hầu. Nếu tính cả mười mấy quả này, vừa vặn đủ sử dụng hết những phụ liệu còn dư để luyện chế đan dược. Để đạo hữu đợi lâu, đây là thanh ngưng quả người muốn mua. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, một gã chừng 50 tuổi, người mặc một bộ áo dài màu xám, tay nâng một cái màu vàng hộp ngọc đi lên lầu, cung kính đem hộp ngọc đặt ở trước mặt Liễu Minh. Làm phiền rồi. Liễu Minh đứng dậy đáp lễ, lúc này cầm hộp ngọc, một tay nhẹ nhàng vỗ. Bên trên hộp ngọc nhàn nhạt linh văn màu vàng lóe lên, nắp hộp vừa mở, lộ ra hơn 10 quả cỡ nắm tay, phát ra ánh sáng màu xanh mịt mờ. Hắn đã thấy qua hàng trăm quả thanh ngưng quả, nên căn bản không cần cẩn thận phân biệt, chẳng qua là dùng ánh mắt quét qua về sau, liền xác định thanh ngưng quả này thật có 200 năm hỏa hầu. Nhưng hắn vẫn một tay nắm một quả thanh ngưng quả lên, đặt ở trước mắt đánh giá một phen, mới cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong hộp ngọc. Những quả thanh ngưng quả này thật là 200 năm hỏa hầu. Xin hỏi trưởng quầy, tất cả thanh ngưng quả mất bao nhiêu? Liễu Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trung niên nhân, trầm giọng hỏi. Tổng cộng là 13 khỏa, mỗi khỏa 6.000 linh thạch, tổng cộng là 78.000 linh thạch. Trung niên nam tử cười một tiếng nói, 78.000 linh thạch. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, một bộ dạng từ chối cho ý kiến. Dạ vâng, nhưng trả cho lão 70.000 linh thạch là được. Dạ thứ cho tại hạ mạo muội, đạo hữu tựa hồ cũng không phải là lần đầu tiên đến bổn điếm mua thanh ngưng quả, không biết khách quan mua thanh ngưng quả ý định luyện chế loại đan dược nào. Bổn điếm cũng thu mua các loại đan dược đấy, đạo hữu luyện đan thành công, có thể tới tìm bổn điếm bán ra, giá cả tuyệt đối không làm đạo hữu thất vọng. Trung niên nam tử có chút sảng khoái giảm giá cho Liễu Minh, sau đó lại tươi cười nhẹ giọng hỏi. Tại hạ cũng chỉ là vì một vị luyện đan đại sư trong tông đi thu mua nguyên liệu, cũng không biết là vị ấy muốn luyện loại đan dược nào. Liễu Minh nhướng mày, nhưng lại hết sức yên tĩnh trả lời. Tông môn luyện đan đại sư tại hạ cũng có biết, không biết. Trưởng quầy, tại hạ đã được dặn dò, không thể tiết lộ thân phận vị đại sư này với ngoại nhân. Tốt rồi, tại hạ còn có chuyện quan trọng bên người, ta cáo từ trước. Liễu Minh cũng không đợi nam tử nói xong, liền đem hộp ngọc thu lại, từ hông giữa lấy ra một cái túi linh thạch đặt lên bàn, có chút thi lễ, liền vội vàng xuống lầu, bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Tuy rằng hắn đã muôn phần cẩn thận từ phường thị khác phân biệt mua nhiều phụ liệu, nhưng mà bởi vì thanh ngưng quả này phụ cận chỉ có phường thị tông môn mới có, cho nên lúc này mới mua số lượng nhiều như thế, nhưng hiển nhiên cử động lần này cũng là quá mức đáng chú ý, đã khiến cho nhiều người để ý. Trong nội tâm Liễu Minh một phen so đo về sau, liền quyết định sau này mình không thể tùy ý mua sắm linh dược này trong phường thị tông môn. Sau khi trở lại động phủ, hắn lại lần nữa bế quan hơn một tháng, mới luyện chế hoàn tất toàn bộ tài liệu đang có trong tay. Lúc này ở bên trong tu di loa bên hông hắn, lãnh ngưng đan thình lình đã trên 100 khối, trong đó thậm chí còn có 7 khối phàm phẩm đan dược cùng một viên địa phẩm đan dược. Liễu Minh vuốt vuốt khỏa đan dược có 4 đạo đan văn, địa phẩm đan dược, lúc này trầm ngâm một phen. Hắn giờ phút này, đối với ngưng dịch kỳ nhập phẩm đan dược giá trị đã có nhận thức rõ ràng, trên cơ bản nhập phẩm lãnh ngưng đan liền có thể bán giá gấp 10 lần trở lên so với viên lãnh ngưng. Đan cấp bình thường chỉ có giá 5-6 vạn linh thạch. Những đan dược tăng tiến pháp lực cùng loại khác thì nhập phẩm hay đan dược bình thường thì giá cả chênh nhau không nhiều, chừng 2-3 vạn linh thạch, nhưng lãnh ngưng đan thì hoàn toàn khác. Trong khoảng thời gian này, hắn đã từng tại một cửa hàng trong phường thị bên ngoài tông hỏi thăm giá thu mua địa phẩm lãnh ngưng đan. Kết quả tên trưởng quầy cũng có tu vi ngưng dịch hậu kỳ,
lại tỏ ra muôn phần kích động chụp ngay lấy tay của hắn, không chút do dự nói ra một cái giá trên trời, 50 vạn linh thạch. Hơn nữa dựa vào khẩu khí của đối phương, con số này dường như vẫn còn có thể thương lượng. Điều này làm cho nội tâm Liễu Minh cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nếu không phải hắn vội vàng nói ra chính mình chẳng qua là thuận miệng mà hỏi, chỉ sợ còn không cách nào rời đi một cách dễ dàng. Đã có kinh nghiệm như vậy, hắn lại sang một vài phường thị khác hỏi thăm một chút, rốt cuộc mới biết đây là chuyện gì xảy ra. Thì ra quả thật có người dựa vào đại lượng đan dược đề cao pháp lực, bởi vì đan dược phục dụng quá nhiều, cho nên thể nội đối với nhiều loại đan dược sinh ra chống đỡ nhất định. Về sau còn muốn dựa vào đan dược đồng loại để đột phá bình cảnh, thì hiệu quả sẽ yếu đi rất nhiều, thậm chí hoàn toàn không có hiệu quả. Mà lãnh ngưng đan, vốn rất ít người luyện chế, có thể luyện chế ra nhập phẩm cấp đã ít lại càng ít. Có thể nói, đây là đan dược rất tốt đối với tu sĩ muốn đột phá bình cảnh. Không biết có bao nhiêu tu luyện giả hoặc là tu luyện gia tộc nhiều lần trùng kích bình cảnh không có kết quả. Thèm khát nhập phẩm đan dược được như nắng hạn mong mưa, bởi vậy quanh năm tìm đến phường thị không tiếc ra giá trên trời để thu mua. Kể từ đó, nhập phẩm lãnh ngưng đan so với đan dược đồng loại đồng phẩm thông thường bán ra đắt đỏ hơn. Mà địa phẩm đan dược một mặt là bởi vì công hiệu chắc tuyệt, một mặt khác là thập phần thưa thớt, cho nên giá cả càng là nước lên thì thuyền lên. Có thể có thì phường thị sẽ bán đi với một giá trên trời mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Cũng bởi vậy, Liễu Minh càng không dám để người khác biết hắn có năng lực luyện chế lãnh ngưng đan nhập phẩm. Nếu không dù là Thái Thanh Môn thì một khi biết rõ việc này, chỉ sợ sẽ đem hắn nhốt lại, bắt hắn ngày đêm không ngừng luyện đan. Liễu Minh tuyệt đối không chịu làm loại người hy sinh bản thân để tạo phúc cho toàn bộ tông môn. Sau một phen suy nghĩ, hắn liền cất hết đan dược trên tay vào trong hộp ngọc. Hắn đã quyết định sẽ tới một phường thị tương đối lớn nào đó có bán đại lượng thanh ngưng quả bên ngoài tông môn. Kể từ đó, luận đan dược bán ra hay là nguyên liệu mua sắm, tất cả đều được hoàn thành bên ngoài Thái Thanh Môn, sẽ không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý. Hắn suy nghĩ xong liền rời khỏi động phủ, lần nữa khu vân bay đến huyền điện. Lúc này đây, sau khi chọn lựa một phen, Liễu Minh liền nhận một nhiệm vụ tại một thế lực phụ cận tông môn. Nhiệm vụ cụ thể chính là tọa trấn một phường thị tông môn cỡ lớn trong vòng một năm. Hết thời hạn này liền có thể trở lại tông môn. Nguyên nhân là vị kia đệ tử ngoại môn trấn giữ ở đó, bởi vì có việc cần ly khai một đoạn thời gian. Dài nhất trong một năm sẽ trở lại, bởi vậy cần tạm thời tìm một gã đệ tử ngoại môn khác thay thế trông giữ. Nhưng mà bởi vì nhiệm vụ này đưa ra điểm cống hiến không nhiều lắm, mà lại tiêu phí thời gian rõ dài, tuy rằng đã treo một tháng trước, nhưng vẫn không có người tiếp nhận. Bất quá chỉ chút ít thời gian như vậy, đối với Liễu Minh bây giờ mà nói, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Hơn nữa một năm thời gian này cũng đủ cho hắn tha hồ mua sắm hay buôn bán đan dược để kiếm một khoản tiền lớn. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, hắn liền hỏi thăm một gã chấp sự đệ tử, biết được nơi cần đến là phường thị Trường Dương. Phải sử dụng cự ly xa truyền tống trận của tông môn, rồi lại mượn nhờ truyền tống trận của một số thế lực phụ cận mấy lần truyền tống mới đến được. Hắn bèn trở lại động phủ, tiến hành sửa sang các loại tài liệu cần thiết lại một phen, ý định xuất phát ngay ngày mai. Sáng sớm hôm sau, tại một ngọn núi tương đối nhỏ thuộc sơn mạch Vạn Linh, một đóa hắc vân chợt lóe lên, một thanh niên áo bào xanh từ hắc vân hạ xuống. Đúng là Liễu Minh, lúc này trời còn tờ mờ sáng, hắn đã đến chỗ truyền tống trận. Liếc nhìn qua, chỉ thấy dưới chân ngọn núi nhỏ là một thạch điện đơn sơ, cao chừng 7-8 trượng, ngay lối vào thạch điện là hai người đá khổng lồ phần đầu màu xanh. Trên tay cầm cự phủ, cửa vào thạch điện khép kín, bên ngoài mơ hồ bao phủ một tầng cấm chế màu trắng mờ mờ. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 529, Bách Luyện Các. Liễu Minh đi đến phía trước rồi lấy lệnh bài tông môn từ bên hông gõ nhẹ vào cấm chế trên cửa. Từ lệnh bài lóe lên một làn sáng màu xanh nhạt, cũng xuất hiện ở phía trên màn sáng, sau đó mặt ngoài cửa đá liền sáng hơn một chút, mở ra một tiếng két. Hắn vừa mới đi vào thạch thất đã thấy một gã đệ tử chấp sự to béo đang đi tới. Vị sư đệ này là có nhiệm vụ khẩn cấp ư, ngươi đến thật là sớm quá. Tên đệ tử to béo vừa dụi dụi mắt, vừa chậm rãi nói, ra với vẻ mặt không tình nguyện, thực không cố ý, đã quấy rầy sư huynh nghỉ ngơi. Tại hạ cũng là lần đầu tiên đến truyền tống trận đặc thù như ở đây, lần này là nhận nhiệm vụ tông môn,
muốn đi tới phường thị Trường Dương. Liễu Minh thi lễ rồi nói một cách cung kính, à, phường thị Trường Dương, ngươi đi theo ta. Tên đệ tử to béo nghe vậy thì dừng lại một chút, hai mắt mở ra, sau khi đánh giá Liễu Minh ở phía trước một cách cẩn thận, liền tay áo vung lên rồi xoay người sang chỗ khác, đi về phía sau thạch thất. Liễu Minh lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có nói nhiều, theo sau tên đệ tử to béo đi vào. Nhưng có điều khiến Liễu Minh giật mình, đó là phía sau nhà đá xây dựng một sơn động bình đài lớn khoảng một mẫu, bố trí hơn 10 cái truyền tống trận sát cạnh nhau. Bình thường, những truyền tống trận của tông môn thường có người đi kẻ lại nhưng Liễu Minh lại không thấy ai ở chỗ này. Phần lớn những truyền tống trận này đều truyền tống đến vị trí tương đối xa. Nếu ngươi muốn đến phường thị Trường Dương thì sẽ giảm thiểu được nhiều lần truyền tống đấy. Tên đệ tử to béo cười hắc hắc rồi giải thích cho Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy, không nhanh không chậm gật đầu. Sau khi ngươi đến nơi, bên kia cũng có người trông coi pháp trận. Ngươi chỉ cần nói cho họ biết mình muốn đến Trường Dương, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết phải thông qua truyền tống trận nào. Tên đệ tử to béo dặn dò thêm hai câu. Đa tạ sư huynh, Liễu Minh đưa hai tay cảm tạ rồi nói. Được rồi, đi về phía truyền tống trận ở góc bên kia. Tên đệ tử to béo chỉ về một cái pháp trận lớn hơn một trượng màu đỏ nhạt ngoài cùng bên trái. Sau khi nghe vậy Liễu Minh cũng không nói hai lời mà đi tới. Sau một khắc, lệnh bài tông môn ở bên hông của hắn phát ra ánh sáng chói mắt, truyền tống trận ở dưới chân phát ra ánh sáng màu đỏ phóng thẳng lên trời rồi biến mất tại chỗ. Sớm như vậy mà vị sư đệ này đã tới, quả nhiên những người đi phường thị Trường Dương đều có chút cổ quái, cũng chỉ có những người cổ quái mới có thể qua lại cùng bức tộc. Tên đệ tử to béo sau khi tự lẩm bẩm vài câu, liền trở lại thạch thất nằm ngáy o o. Liễu Minh chỉ cảm thấy bên tai vang lên âm thanh sắc bén. Chỉ thấy trước mắt tối đen, thoáng một cái đã xuất hiện bên trong một tòa núi nhỏ cách Vạn Linh Sơn Mạch không biết bao nhiêu vạn dặm. Mà cách đó không xa lại có tầm 5-6 pháp trận truyền tống được xếp đặt ở phía trước. Xin hỏi sư huynh là muốn đi tới đâu? Lúc này có một thiếu niên tầm 15-16 tuổi đi tới, hơi chút thì lễ rồi nói. Đi phường thị Trường Dương. Liễu Minh mặt không biểu cảm trả lời. Nếu là Trường Dương phường thị, mời sư huynh đến trước pháp trận màu lam ở phía trên đa tạ. Liễu Minh chắp tay cảm ơn rồi đi vào trong pháp trận màu lam. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa biến mất tại chỗ khi lóe lên một màn sáng màu lam. Cứ như vậy, sau khi truyền tống 4 lần liên tiếp, Liễu Minh liền xuất hiện trong một sơn cốc có đủ loại kỳ hoa dị thảo. Sau khi hắn dạo một vòng trong sơn cốc thì phát hiện chỉ có một pháp trận thuộc về Thái Thanh Môn, mà những pháp trận tương đương thì có vài cái. Liên tiếp có mấy người đi ra từ những pháp trận này, phán đoán theo khí tức, phần lớn cũng là tu sĩ ngưng dịch kỳ. Liễu Minh cũng không để ý nhiều đến những người này, dẫm lên hắc vân phá không bay đi. Trên đường đi, hắn thầm nhớ lại một số tư liệu liên quan đến Trường Dương phường thị đã xem từ trước. Trong tư liệu có chỉ rõ, Trường Dương phường thị là một địa phương đặc thù, là nơi tiếp giáp giữa Thái Thanh Môn với những thế lực khác. Cho nên ở phường thị không chỉ có cửa hàng của Thái Thanh Môn, mà còn có cửa hàng của các thế lực khác. Thậm chí là Hạo Nhiên Thư Viện, một trong tứ đại Thái Tông, bức tộc có danh tiếng rất lớn cũng có ở đây, tu sĩ có tu vi cao thì chân đan, còn phần đông là linh đồ kỳ. Người của bức tộc hiện đang sinh sống ở dãy núi Thanh Miêu, cách phường thị Trường Dương chỉ hơn 10 dặm. Sau một phen nhớ lại, Liễu Minh đã nắm chắc các thông tin. Kế tiếp, hắn liên tục bay đi như thế trong hơn 10 ngày, khi bay qua một sơn mạch hoang vu không một bóng người thì xuất hiện một dải đất bằng khoảng vài trăm mẫu. Trên dải đất bằng đó là một thị trấn nhỏ nửa nông thôn nửa thành thị, loáng thoáng có thể nhìn ra vài đạo độn quang ra vào thị trấn. Sau khoảng thời gian một chén trà, Liễu Minh đã ở giữa không trung cách phường thị không xa. Hắn không trực tiếp hạ xuống, mà đưa mắt đánh giá toàn bộ phường thị một lần. So sánh với phường thị trong tông thì Trường Dương phường thị cũng rất lớn, cũng có hai cửa lớn ở phía đông và phía nam. Trong phường thị có một hồ nước lớn khoảng mười mấy mẫu, bốn phía được bao quanh bởi tường đất màu vàng có chiều cao không đồng đều. Khắp bốn phía là những kiến trúc không đồng nhất được xây dựng sát nhau. Sau khi suy nghĩ một lát, Liễu Minh liền bay xuống một cửa hàng trong phường thị, đi nhanh tới vị trí cửa hàng luyện khí của Thái Thanh Môn. Không bao lâu sau, đã đến một cửa hàng luyện khí mang bảng hiệu Bách Luyện Các ở phía tây phường thị. Lúc này Liễu Minh đang ở trong phòng khách trên lầu 2, đang nói chuyện cùng một thanh niên cao gầy với vẻ mặt tươi cười. Chắc hẳn sư đệ cũng đã biết, ta đã chờ ngươi từ lâu, thực không dám giấu giếm,
trong gia tộc có việc gấp cần ta về xử lý, thế nhưng lại không thể tìm được người thay thế ta. Mãi đến nửa tháng trước mới thu được tin tức của tông môn, nói sư đệ đồng ý tạm thời thay thế ta, mong sư đệ hiểu được nỗi khổ của ta. Thanh niên cao gầy là Tô Tông, nói ra với vẻ rất nhiệt tình. Liễu Minh thấy vậy, tự nhiên cũng nói vài câu khách khí. Đúng rồi, còn không biết phải xưng hô với sư đệ như thế nào. Thanh niên cao gầy gãi gãi đầu, cười hắc hắc rồi hỏi. Tại hạ Phiêu Hồng Viện Liễu Minh. Liễu Minh mỉm cười nói. Thì ra là Liễu sư đệ, chuyện của gia tộc ta trì hoãn đã lâu, sợ là cần phải xuất phát ngay. Nếu mọi việc đều thuận lợi, thì sẽ trở lại sau hơn nửa năm, tuyệt không quá một năm. Diệp trưởng quỹ cùng hai gã luyện khí sư trong cửa hàng cũng từng là đệ tử Thái Thanh Môn, một số công việc ở đây, cứ hỏi họ là được. Vẻ mặt thanh niên cao lộ vẻ vội vàng, nói huyên thuyên một tràng. Liễu Minh suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu. Như vậy thì phải đa tạ Liễu sư đệ rồi, chúng ta tiến hành bàn giao luôn nhé. Thanh niên cao gầy thấy vậy thì mừng lắm, liền cảm ơn một tiếng, sau đó gỡ xuống lệnh bài tông môn từ bên hông. Liễu Minh thấy thế cũng lấy ra lệnh bài tông môn của mình từ bên hông, đưa ra trước người. Tay của thanh niên cao gầy vỗ lên lệnh bài, bắn ra một vầng sáng màu lam, lóe lên rồi chui vào lệnh bài của Liễu Minh. Sau đó hắn cũng lấy ra một chiếc hộp trong chữ vật phù ở hông, rồi nói rõ những đồ vật có bên trong. Liễu Minh nhận lấy chiếc hộp, vừa ghi nhớ lời của thanh niên cao gầy, vừa dùng thần thức dò xét chiếc hộp, sau khi thấy không có gì sai, thì thu vào trong chữ vật phù. Như vậy là được rồi, đa tạ Liễu sư đệ. Thanh niên cao gầy nói với vẻ vui mừng, giống như đã trút được một gánh nặng. Tô sư huynh không cần khách khí như thế. Liễu Minh thu lại vật trong tay rồi nói. Mọi chuyện làm ăn ở đây, ngày thường đều do Diệp trưởng quỹ phụ trách, là người đứng sau quầy ở lầu một cửa hàng. Sau này nếu Liễu sư đệ có chỗ nào chưa rõ, có thể hỏi y một chút, ta đã thông báo trước rồi. Mặt khác, trong Trường Dương phường thị, người của bức tộc cùng Hạo Nhiên thư viện không dễ chọc, Liễu sư đệ hãy nhớ kỹ. Dứt lời, thanh niên cao gầy liền cáo từ Liễu Minh với vẻ kích động, xuống thẳng lầu dưới đi ra cửa lớn, đi hướng phía ngoài phường thị. Liễu Minh đứng lặng bên cửa sổ một hồi, liền xoay người đi ra phòng khách một cách tiêu sái. Tiền bối, phải chăng có việc giao cho tiểu nhân đi làm? Vừa nhìn thấy Liễu Minh đi ra, một gã giúp việc mặc thanh y đang ở gần đó, liền chạy tới hỏi với vẻ ân cần. Mau mời trưởng quầy cùng mấy vị luyện khí sư phó trong tiệm tới đây, ta có một số chuyện cần nói. Sau khi phân phó vài câu, Liễu Minh lại trở về gian phòng trang nhã. Được, tiểu nhân đi ngay. Người giúp việc đáp ứng, xoay người đi ngay. Chỉ trong chốc lát, vang lên một loạt thanh âm đang đăng, tiếng lên lầu truyền đến một cách rõ ràng. Tiếp theo, xuất hiện lần lượt ở cửa thang lầu là một cẩm y lão giả khoảng 60 tuổi và hai nam tử trung niên có dáng người tráng kiện, đi thẳng tới chỗ Liễu Minh ở phòng khách. Ngoài ba người thì không còn ai khác, tiểu nhị kẻ giúp việc trong tiệm đều biết ý mà tránh đi xa. Diệp trưởng quỹ, còn có hai vị sư phó, không cần khách khí, mời vào. Ba người vừa đi đến cửa, thì truyền ra giọng nói bình thản của Liễu Minh từ bên trong. Sau khi ba người trao đổi ánh mắt, lão giả 60 tuổi liền đẩy cửa phòng rồi cùng hai người khác đi vào. Ở trong phòng, Liễu Minh đang lẳng lặng ngồi trên ghế, mang vẻ mặt tươi cười mà đánh giá ba người. Bái kiến thượng sứ đại nhân, lão giả 60 tuổi Diệp trưởng quỹ hơi chút do dự, rồi tiến lên thi lễ. Thấy lão giả làm như vậy, hai nam tử trung niên cũng cùng thi lễ. Ba vị đạo hữu không cần khách khí như thế, sau này chúng ta sẽ cùng làm việc một thời gian. Liễu Minh đứng lên, nói với vẻ khách khí 10 phần. Trước đây, Diệp trưởng quỹ cùng với hai luyện khí sư đều từng là đệ tử Thái Thanh Môn. Về sau bởi vì lớn tuổi, không còn hy vọng tấn chức đệ tử ngoại môn, bèn dứt khoát xin đến phường thị Trường Dương, cưới vợ sinh con, quản lý việc làm ăn của Thái Thanh Môn. Những việc như vậy tại Thái Thanh Môn là rất bình thường, rất nhiều đệ tử khi thực lực không đủ lại không muốn bị người trong tông ước thúc, đều sẽ lựa chọn như vậy. Những đệ tử dạng này, sau một khoảng thời gian nhất định, nếu không có được cống hiến đặc thù nào, sẽ bị gạch khỏi danh sách đệ tử tông môn, được coi như nhân thủ thuộc mối quan hệ phụ thuộc của Thái Thanh Môn ở bên ngoài. Hai nam tử trung niên đều có tu vi luyện khí sơ kỳ, lớn tuổi nhất là Diệp trưởng quỹ, cũng chỉ có thực lực linh đồ hậu kỳ, nhưng đảm nhiệm chức vụ trưởng quầy cũng chỉ cần thực lực như thế. Ba người bọn họ gặp một đệ tử ngoại môn chính thức có tiền đồ rộng lớn như Liễu Minh, đương nhiên là tỏ ra cung kính 10 phần.
các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 530, cửa hàng của bức tộc. Ba vị chắc hẳn đã nghe nói Tô Sư Huynh có chuyện quan trọng muốn tạm thời ly khai một năm. Trong khoảng thời gian này, tại hạ sẽ tạm thời tọa trấn Bách Luyện Các. Tại hạ Liễu Minh, đệ tử Phiêu Hồng Viện, chư vị sau này trực tiếp gặp ta báo tính danh là được. Tại hạ đối với thương doanh mua bán thì rốt đặc cán mai, cho nên sinh ý hàng ngày của cửa hàng bình thường vẫn phải nhờ cậy mấy vị. Tất cả sự tình cứ xử lý như thường lệ là được, không cần thay đổi gì cả. Liễu Minh thấy vậy, mỉm cười tiếp tục nói. Liễu Sư Huynh đừng nói như vậy, về sau sự tình trong cửa hàng còn cần Sư Huynh làm chủ. Vài việc lặt vặt khác, chúng ta sẽ tận tâm thực hiện. Diệp trưởng quỹ lúc này đi lên vài bước, ha ha cười cười nói. Hai gã luyện khí sư còn lại nghe xong, sắc mặt đều buông lỏng. Vị đệ tử này tạm thời tọa trấn xem ra là một người hiểu chuyện, không thích xen vào việc của người khác, điều này khiến cho bọn họ âm thầm thở dài một hơi. Vì vậy sau khi nói thêm vài câu, Diệp trưởng quỹ liền để cho hai gã trung niên trở lại phòng luyện khí, chính mình thì đưa Liễu tham quan các nơi tại Bách Luyện Các. Lúc Liễu Minh vừa mới tiến vào, cũng chỉ là thoáng nhìn, lúc này lão trưởng quầy dẫn đi cũng không ngừng giải thích, tự nhiên đối với Bách Luyện Các đã có một chút nhận thức. Lầu một của hàng, nhìn có chút cũ kỹ, trong phòng là từng khay bày biện một ít pháp khí, linh khí, các loại khoáng thạch. Lầu hai là nơi khác hẳn, bên trong chia làm hai gian, một gian là để tiếp thượng khách hoặc là tiến hành một ít giao dịch mật, bố trí vô cùng trang nhã hào nhoáng. Những phòng còn lại đều có cách âm cấm chế của Thái Thanh Môn, dù là cường giả hóa tinh kỳ cũng không có cách nào dò xét mảy may. Về phần lầu 3, diện tích nhỏ ở hơn rất nhiều. Đây là tĩnh các dành cho đệ tử tọa trấn sử dụng. Nơi lầu 1, phía sau là xưởng luyện khí, các sản phẩm luyện khí gần như trực tiếp đem ra trước bán. Liễu Minh không có nhiều kinh nghiệm luyện khí, giờ phút này cũng được một phen mở mang tầm mắt. Cuối cùng, Diệp trưởng quỹ thần sắc ngưng trọng dẫn Liễu Minh tới tầng hầm Bách Luyện Các. Mật thất nơi đây chỉ rộng chừng mấy trượng, cao hơn đầu người. Vách tường cùng mặt đất sử dụng ổ thạch màu xanh đậm, loại khoáng thạch này đặc thù, không chỉ có độ cứng cực cao, còn có tác dụng ngăn cản sự dò xét của thần thức. Ở giữa mật thất là một pháp trận hình tròn rộng hơn một trượng, mơ hồ lóe hiện bạch quang. Cái này chính là pháp trận đưa tin cự ly xa. Liễu Minh sắc mặt khẽ động, có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, pháp trận nơi đây đưa tin trực tiếp lên chấp sự điện, bình thường nếu có đại sự phát sinh, đều sử dụng pháp trận này báo cáo với tông môn. Diệp trưởng quỹ trả lời một cách trịnh trọng, căn cứ quy định tông môn, tại trong Bách Luyện Các, chỉ có đệ tử tọa trấn mới có tư cách cùng tín vật có thể sử dụng nó. Tô Sư Huynh có lẽ đã đem tín vật kích phát giao cho Liễu Sư Huynh rồi chứ? Tô Huynh quả thật đã đưa cho ta. Liễu Minh gật gật đầu trả lời. Bách Luyện Các bề ngoài là một cửa hàng luyện khí nhưng thật ra là một cứ điểm Thái Thanh Môn. Về phần những cửa hàng lấy danh nghĩa Thái Thanh Môn, kỳ thật là do một ít đệ tử ngoại môn trong tông hoặc gia tộc phụ thuộc mở ra. Mà phường thị Trường Dương này là mấy thế lực lớn hợp lực quản hạt, trong phường thị nghiêm cấm động thủ đấu pháp. Đệ tử tọa trấn Bách Luyện Các bình thường chỉ cần đại biểu Thái Thanh Môn thị uy với bên ngoài, không nhất định phải là tu sĩ có thực lực kinh người. Sau đó, hai người rất nhanh liền rời khỏi mật thất, đi tới tĩnh thất trên lầu 3. Trong tĩnh thất tổng cộng 3 cái gian phòng, bố trí vô cùng đơn giản, gian ngoài là một cái phòng khách. Xếp đặt một cái bàn gỗ lim, vài ghế giữa và một chỗ phòng ngủ, tận cùng bên trong còn có một gian mật thất. Đương nhiên, nơi đây đồng dạng cũng có cấm chế pháp trận, lúc tu luyện sẽ không bị người quấy rầy. Liễu Minh đánh giá xung quanh một phen, tương đối hài lòng đối với hoàn cảnh nơi đây. Diệp trưởng quỹ, ngươi có việc thì cứ đi đi. Nếu như trong cửa hàng có việc, hay dùng vật ấy đưa tin cho ta. Ta vẫn là lần đầu tới phường thị bên ngoài tông, muốn đi bốn phía hảo hảo xem xét một chuyến để làm quen hoàn cảnh nơi này. Liễu Minh lật tay lấy ra một mâm tròn màu trắng, giao cho Diệp trưởng quỹ. Diệp trưởng quỹ sau một phen suy tính liền miệng đáp ứng rời đi. Sau đó, hai người tùy tiện nói thêm vài câu, Liễu Minh liền lững thững rời khỏi Bách Luyện Các. Hắn từ chỗ Diệp trưởng quỹ mơ hồ hiểu rõ, những năm gần đây này, với uy vọng của Thái Thanh Môn, bình thường không ai dám ở chỗ này nháo sự, cho nên tọa trấn đệ tử bình thường cũng là không cần phải ở trong cửa hàng. Hắn đi một quãng khá xa, liền chuyển đến một chỗ vắng vẻ không có người, vận khởi dịch cốt quyết, toàn thân một hồi đùng đùng rung động.
thân hình bỗng nhiên cao hơn rất nhiều, đồng thời toàn thân hắc khí cuồn cuộn ra, lại thu vào, liền biến thành một đại hán mặt đen dáng người khôi ngô. Hắn học được công pháp này từ Man Quỷ Tông, những năm gần đây đã triệt để tìm hiểu, lại phối hợp Long Hổ Minh Ngục Công, không chỉ có thể thay đổi hình thể, thậm chí ngay cả bộ mặt cùng với màu da cũng có thể điều chỉnh một chút, cứ thế biến thành người có tướng mạo khác một cách dễ dàng. Sau đó Liễu Minh liền lần nữa đi vào phường thị, dạo quanh bốn phía. Phường thị Trường Dương không hổ là phường thị cỡ lớn, cửa hàng hai bên đường phố, vô luận số lượng hay là quy mô, đều vượt xa phường thị trước kia hắn từng đi qua. Hơn nữa tu sĩ qua lại nơi đây cũng rất nhiều, cửa hàng nối liền không dứt, trong cửa hàng ào ào kẻ ra người vào, càng là đại cửa hàng, dòng người ra vào cũng càng nhiều hơn. Liễu Minh dạo qua bốn phía một vòng, liền đi vào một cửa hàng rất có quy mô. Cửa hàng này bên trong chia thành mấy khu vực, linh khí, đan dược, tài liệu đều có bán ra. Chỉ chốc lát, Liễu Minh liền đi ra, trên mặt thần sắc tuy rằng rất là bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia hưng phấn. Vừa mới hắn ở bên trong cũng không có mua vật gì, mà là ở dược quầy hàng thoáng hỏi thăm một chút giá cả các loại đan dược. Kết quả không ngoài sở liệu, Lãnh Ngưng đan tại phường thị Trường Dương cũng là đan dược vô cùng khan hiếm, giá cả cũng thập phần xa xỉ. Hắn lại nhìn như tùy ý cùng trưởng quầy chi nhân hỏi thăm một chút Lãnh Ngưng đan giá thu mua cách, thì mừng rỡ phát hiện trưởng quầy cho ra giá cả so với mấy cái phường thị trước kia cao hơn một điểm. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại đi những cửa hàng khác, một phen nghe ngóng, kết quả lấy được cũng đều không kém bao nhiêu, khiến hắn càng thêm hài lòng. Ngoài ra, sau khi dạo qua vài cửa hàng tài liệu, hắn phát hiện phường thị Trường Dương này có thể là ở chỗ giao tiếp của mấy thế lực lớn, các loại luyện đan tài liệu cũng có chút đầy đủ hết. Đại bộ phận nguyên vật liệu luyện chế Lãnh Ngưng đan có thể thu mua một cách dễ dàng, thậm chí tài liệu luyện kim nguyên đan cũng có. Điều đáng tiếc duy nhất chính là có hai cửa hàng Thanh Ngưng quả, vẻn vẹn có trăm năm hỏa hầu, dùng để luyện chế Lãnh Ngưng đan thì có chút ít chưa đủ rồi. Một tòa cửa hàng nhìn trong lầu các có chút cổ xưa. Đạo hữu muốn mua Thanh Ngưng quả 200 năm hỏa hầu trở lên. Trưởng quầy cửa hàng là một lão ông tóc trắng xóa, cao thấp đánh giá Liễu Minh biến thành đại hán mặt đen một phen, mặt hiện lên một tia kỳ quái hỏi lại. Đúng vậy, không biết trong tiệm các hạ có còn không? Liễu Minh nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mà hỏi. Thứ cho lão phu kiến thức nông cạn, đan phương có thể sử dụng đến Thanh Ngưng quả hơn 100 năm, như Ngọc Linh Tán. Long đảm hoàn những đan dược này đã đủ rồi, đạo hữu muốn Thanh Ngưng quả 200 năm trở lên có tác dụng gì? Trưởng quầy vừa vân vê chòm râu trắng vừa hỏi. Liễu Minh nghe được lão ông nói như vậy, nhưng chỉ là cười mà không nói. Lão ông rất nhanh tỉnh ngộ lại, ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói là lão phu nhiều lời rồi, bất quá, đạo hữu muốn cái tài liệu này. Tiểu điếm quả thật không có, các hạ không ngại đến biên giới Tây Nam của phường thị đi tìm thử, bên kia cửa hàng bức tộc có lẽ có bán. Cửa hàng của bức tộc, Liễu Minh nghe vậy nao nao, lập, tức ôm quyền nói tiếng cảm ơn về sau, liền quay người đi. Kia dựa theo vị lão ông chỉ điểm, rất nhanh đi tới biên giới Tây Nam phường thị, rất nhanh phát hiện mấy cái kiến trúc phong cách khác lạ. Cùng cửa hàng bình thường phần lớn tu kiến một chút thanh thạch, nhưng những kiến trúc này lại dùng một loại gỗ tối như mực xây dựng. Mặt ngoài hiện đầy dây leo xanh biếc kích thước chừng cổ tay, nghĩ có thể là bức tộc cửa hàng rồi. Hắn lựa chọn một nhà lớn nhất hai lầu, đi vào. Cửa hàng này treo biển hiệu Bức Linh Trai. Cửa hàng này bề ngoài có hai cái cửa mở rộng ra, tại trong phường thị có thể tính là không nhỏ, bên trong chia làm mấy khu vực, trên quầy đan dược, phù lục, tài liệu linh thảo đầy đủ mọi thứ. Phía sau quầy đều đứng vài tên sai vặt mặc quần áo màu đen, nguyên một đám đều lông mày xanh đôi mắt đẹp, môi hồng răng trắng. Bức tộc là dị tộc tiến hóa từ nhân tộc, vẻ ngoài không khác người bình thường bao nhiêu. Chỉ là lúc kịch đấu với người khác, phần lưng sẽ lộ ra một đôi cánh bằng thịt vô cùng mỏng. Ngoài ra, thành viên bức tộc thị giác hơi kém, nhưng thính giác vượt xa nhân loại bình thường. Liễu Minh không có nhìn ra những gã sai vặt có phải là bức tộc thật hay không, lúc này ánh mắt rất nhanh thu hồi, nhìn dọc sang quầy hàng. Kết quả, lúc nhìn đến quầy hàng thứ ba, nhãn tình hắn sáng lên, rồi sau đó liền bất động thanh sắc đi tới. Bên trên cái quầy này bày biện đều là một ít trái cây màu xanh, thình lình đúng là Thanh Ngưng quả. Những thứ này trái cây dựa theo cái đầu phân biệt, căn cứ kinh nghiệm Liễu Minh, bên phải một ít trái lớn hơn, xem ra chừng 300-400 năm hỏa hầu. Đạo hữu muốn mua Thanh Ngưng quả, tên sai vặt kia từ sau quầy, lập tức tươi cười nói.
Thanh hương quả này bán như thế nào? Liễu Minh không có lập tức mở miệng, lại nhìn kỹ một lúc, mới ngẩng đầu thản nhiên nói. Bổn điếm bán thanh hương quả dựa theo năm, có 100 năm, 200 năm, 300 năm, 400 năm bất đồng hỏa hầu, giá tiền tự nhiên đồng dạng cũng là như vậy. Trong đó 100 năm hỏa hầu một viên 2.000 linh thạch, 200 năm hỏa hầu 4.000 linh thạch, 300 năm là 6.000 linh thạch, 400 năm hỏa hầu thì là 1.200.000 linh thạch một viên. Gã sai vặt lưu loát hồi đáp. Liễu Minh âm thầm gật đầu, giá tiền này đối với thanh ngưng quả mà nói, xem như hợp lý. Tại hạ tại dạo qua một vòng phường thị, nhìn chung ít thấy thanh ngưng quả 200 năm hỏa hầu trở lên, không thể ngờ được nơi đây lại có không ít. Liễu Minh nhìn như tùy ý nói, đây chắc hẳn là lần đầu tiên tiền bối đến phường thị Trường Dương. Người này nghe Liễu Minh xong, không trả lời ngay mà cung kính, hỏi lại. Không sai, Liễu Minh nhẹ gật đầu, tiền bối không biết việc này cũng chẳng có gì lạ. Cái thanh ngưng quả này công dụng rộng khắp, bước tộc ta cũng có gieo trồng lượng lớn. Gã sai vặt chợt hiểu gì đó bèn giải thích với Liễu Minh. Các bạn vừa nghe xong tập 53 của bộ truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.